Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 38. Danh con, người có gan đừng chạy. Sở Không kêu to, Tiêu Phàm vừa chiến vừa lui, mấy tức thời gian liền rời khỏi tầm mắt mọi người. Ta thật không muốn chạy, chỉ là muốn tìm địa phương yên tĩnh làm thịt ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy phi độ chiến thuyền đã không thấy tăm hơi, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ khí tức bá đạo hung mãnh từ trên người Tiêu Phàm tản ra, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, thể nội hồn lực cuồn cuộn bành trướng, như biển cả gào thét. Giờ phút này Tiêu Phàm phát ra khí tức, chỗ nào giống như một chiến hoàng cảnh đỉnh phong, dù là chiến đế trung kỳ cũng không thua bao nhiêu. Hỏa diễm chiến hồn, Sở Không kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, con người hơi hơi co rụt lại. Chiến đấu, hiện tại bắt đầu, Tiêu Phàm để lại một câu nói, tựa như con sói đói hướng về Sở Không đánh tới. Hắn cũng rất muốn thử xem ranh giới cuối cùng bản thân như thế nào. Lần trước đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong liền có thể chém giết chiến đế sơ kỳ La Phong, mà bây giờ hắn lại lĩnh ngộ một tia tu la ý chí cùng bất hủ ý chí, so sánh lúc trước càng cường đại hơn quá nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn còn thức tỉnh tu la huyết mạch, đây chính là một trong át chủ bài hiện tại của hắn. Hô, người như kiếm ánh sáng, Tiêu Phàm tựa như phù quang lược ảnh, giống như một sợi tia sáng, Sở Không còn chưa có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm liền đã xuất hiện ở trước người hắn, một đạo kiếm quang phá toái hư không. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Sở Không quá sợ hãi, trước đó giao thủ, thực lực Tiêu Phàm mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể cùng chiến đế sơ kỳ chiến một trận mà thôi, hiện tại tốc độ này đã theo kịp chiến đế trung kỳ. Bất quá hắn dù sao cũng là cường giả chiến đế hậu kỳ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chảm không kiếm vung lên, hư không lập tức tựa như vỡ ra. Sở Không không biết là giờ phút này cũng không phải là toàn bộ tốc độ Tiêu Phàm, nếu như thi triển tu la chi dực, tuyệt đối sẽ là tốc độ siêu việt chiến đế hậu kỳ. Chỉ là đối mặt Sở Không, Tiêu Phàm tạm thời cảm thấy không có thi triển tu la thần dực, dù sao Sở Không hiện tại đến chiến hồn đều chưa thi triển. Bang bang, hai người kiếm lần nữa đâm vào cùng một chỗ, tốc độ Sở Không mặc dù nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, kiếm khí Tiêu Phàm xuyên thủng cánh tay hắn, máu tươi bắn nhanh ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhấc trường kiếm lên, từ bên hông hắn xẹt qua, nhưng Sở Không lần này lại nghiêng thân thể, xoay người giữa không trung, tránh thoát một kích Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, trong nháy mắt thân hình hắn nhanh chóng thối lui mấy chục trượng. Sở Không lau một vệt mồ hôi lạnh, góc độ Tiêu Phàm xuất kiếm quá xảo trá, nếu như không phải hắn kịp thời phản ứng, cho dù không bị Tiêu Phàm chặn ngang, đoán chừng cũng phải trọng thương. Kiếm chiêu này thực sự là một người trẻ tuổi có thể thi triển ra sao, một kiếm kia ít nhất cũng phải chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm mới có thể đạt tới dạng cấp độ này. Lão Hồ Ly, người đừng chạy. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một tia trêu tức, hắn cũng không thể không thừa nhận, chiến kỹ Sở Không thập phần thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu cũng là mạnh nhất trong những người hắn từng giao phong. Nếu là đổi lại là một người khác, một kiếm kia đã đủ để chém giết hắn. Chạy. Bản tôn sẽ chạy sao? Sở Không cảm giác lời nói Tiêu Phàm là đang vũ nhục hắn, khiến hắn thập phần khó chịu, nhưng trên thực tế, hắn vừa rồi xác thực đã chạy trốn, chí ít không dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm. Hắn bộc phát mặc dù không tệ, nhưng như thế nào cũng chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, có mạnh hơn thì mạnh hơn bao nhiêu. Ta có chảm không kiếm quyết, vẫn không giết được hắn sao? Trong lòng Sở Không nghĩ thầm. Mặc dù vừa nãy xác thực rơi xuống thế hạ phong, nhưng hắn vẫn là chiến đế hậu kỳ, đối mặt chiến hoàng cảnh vẫn có tự tin. Không chạy, vậy liền lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn trong lời nói công kích Sở Không, thăm dò ra át chủ bài của hắn, đây cũng là kế hoạch chiến đấu của Tiêu Phàm. Đối phương dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ, cùng hắn chênh lệch quá lớn, nếu đổi lại một người khác, tuyệt đối không thể vượt qua ba tiểu cảnh giới. Đạt tới chiến đế cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một đạo lạch trời, rất khó vượt qua, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm vượt qua ba tiểu cảnh giới. Thật sự cơ sở hắn quá hùng hậu, hơn nữa thủ đoạn cùng át chủ bài liền chiến đế cảnh cũng không cách nào so sánh. Tiểu tử này cổ quái, không thể cùng hắn chơi tiếp, nhất định phải lập tức giết hắn, đề phòng đêm dài lắm mộng. Tâm tư chuyển động, khí thế trên người Sở Không nhanh chóng tăng lên, kiếm khí đầy trời bắn ra. Cực kỳ lăng lệ.
tiểu tử, có gan đừng chạy, một kích này ngươi chết là cái chắc. Lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, Sở Không dường như nhìn một người chết, hắn không chút nghi ngờ Tiêu Phàm tất nhiên sẽ chết trong một kích này, bởi vì một kích này đã gần như đã là lực lượng cường đại nhất hiện tại của hắn. Nếu như bình thường, dù là đối mặt cường giả chiến đế hậu kỳ, hắn cũng không sử dụng, bởi vì đây là át chủ bài của hắn. Huống chi ứng phó một tên Tiêu Phàm chiến hoàng cảnh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Bất quá nơi này không có người, cho dù thi triển ra cũng không ai biết được nên hắn liền không cố kỵ gì. Nếu như ngươi kích ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi thành công. Tiêu Phàm khinh thường nói, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống nhìn kiếm vũ đầy trời, trong lòng hắn cũng có chút không chắc, thời khắc kiếm khí màu đen kia bắn ra, hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Chiến thuật coi trọng địch nhân, trên chiến lược xem thường địch nhân. Liều, Tiêu Phàm rất rõ ràng, Sở Không không phải đang nói đùa, một kích tiếp theo đừng nói chiến hoàng cảnh, cho dù chiến đế đoán chừng cũng không dám khinh thị. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ e ngại gì, hóa thành một đạo tia chớp xông vào bên trong kiếm vũ. Kết thúc, khóe miệng Sở Không dương lên, tự âm mưu đạt được, tại đỉnh đầu hắn bỗng hiện lên một hư ảnh hắc sắc trường kiếm cao vài trượng. Thực sự là bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm cùng bát phẩm hồn binh trảm không kiếm trong tay hắn hòa làm một thể, một cỗ uy thế rộng lớn quét sạch ra, hư không cũng bắt đầu bạo động. Tiêu Phàm xông vào kiếm vũ, đột nhiên tựa như mất đi tất cả liên hệ cùng ngoại giới. Chẳng biết từ lúc nào gió đã đứng im, quang mang cũng đều biến mất hết, hắn cảm giác bản thân tựa như tiến vào một mảnh không gian khác. Giữa thiên địa yên lặng như tờ, giờ phút này chính là hình dung tốt nhất, Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, không biết vì sao hoàn toàn mất đi bóng dáng Sở Không, bất quá tâm hắn lại cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, u linh chiến hồn hiển hiện trên đỉnh đầu ngoại giới, vô tận kiếm khí của Tiêu Phàm sâu trong vòng xoáy, khóe miệng Sở Không dương lên nói, một tên tiểu tử đi ra từ thâm sơn cùng cốc, không biết trảm không kiếm, trảm cũng không phải là không gian, mà là ngũ giác sao. Đây so với tiến với vào huyễn cảnh còn kinh khủng hơn. Ân, đột nhiên, trong mắt Sở Không hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí ngay cả trảm không kiếm trong tay cũng hơi rung động một cái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đỉnh đầu Tiêu Phàm rốt cuộc lại hiển hiện một chiến hồn. Song sinh chiến hồn, Sở Không trực tiếp kêu sợ hãi, hắn cũng không dám do dự nữa, trong con người băng lãnh lóe qua vẻ tàn khốc, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, khí thế không ngừng tăng lên, trảm không kiếm trong tay vũ động. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa hiển hiện ra. Trảm thiên liệt địa, thời khắc khí thế đạt tới đỉnh điểm, hai tay Sở Không cầm trảm không kiếm hung mãnh chém xuống, vô số kiếm khí bốn phía cũng giống như vạn phong về tổ, tập trung vào Tiêu Phàm, hung mãnh phóng đi. Một kiếm này trực tiếp khóa chặt bốn phía không gian quanh Tiêu Phàm, cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Dưới một kiếm của Sở Không, bốn phía không gian đều rung động kịch liệt, vặn vẹo. Một kích này đừng nói hư không vỡ vụn, cho dù cường giả chiến đế hậu kỳ đụng phải không chết thì cũng tàn. Đáng sợ hơn là bên trong vùng không gian kia, kiếm khí gào thét, bốn phương tám hướng tập trung vào Tiêu Phàm, muốn chạy trốn cũng không thể. Kết thúc, ngươi mặc dù là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng chỉ khi trưởng thành mới có tác dụng, tam trọng trảm không ý chí cho dù chiến đế hậu kỳ hẳn phải chết chắc. Sở Không chậm rãi thu liếm khí tức. Một kiếm này nếu như Tiêu Phàm còn có thể còn sống, vậy hôm nay hắn đã không thể giết được Tiêu Phàm. Sở Không liếc mắt quét kiếm khí hải, quay người chuẩn bị rời đi, hắn thấy một người chết thì không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian của hắn. Quay người, Sở Không nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thoáng liền khiến hắn hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong kiếm khí hải, Tiêu Phàm vậy mà lấy bộ pháp quỷ dị tránh thoát từng đạo kiếm khí công kích, thân thể hắn tựa như không xương. Những kiếm khí tới gần hắn đều bị hắn tránh hết ra. Đây là bộ pháp gì? Sở Không mắt trợn tròn nhìn động tác Tiêu Phàm, hãi hùng khiếp vía. Khiến hắn thất vọng là Tiêu Phàm vẫn thành thạo như vậy. Quan nhất Tiêu Phàm còn nhắm hai mắt, đây là khinh thường hắn sao? Mẹ kiếp, tiểu tử này là yêu nghiệt hay sao thế? Sở Không chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Phàm mới lĩnh ngộ một loại thân pháp chiến kỹ. Nếu như thế này cũng không thể giết được hắn thì bên trong chiến đế cảnh ai có thể là đối thủ của hắn đây? Không được, nhất định phải giết hắn. Sở Không liên tiếp chém ra hai kiếm, kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, từ bên ngoài nhìn lại,
một cái kiếm khí hình cầu to lớn bao phủ Tiêu Phàm, kín không kẽ hở, Tiêu Phàm hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Lần này xem ngươi chết như thế nào, Sở Không cười gằn nói. Trảm Không kiếm chặt đứt ngũ giác, Tiêu Phàm căn bản là không cảm ứng được bốn phía, nếu như không phải U Linh chiến hồn, đoán chừng đã sớm chết, căn bản không có khả năng chống đỡ đến hiện tại. Bất quá Sở Không không muốn rời đi, hắn muốn tận mắt nhìn Tiêu Phàm chết đi mới yên tâm. Kiếm chi luật động, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ bên trong kiếm khí hình cầu truyền ra, Sở Không mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Sau một khắc, khiến hắn càng thêm kinh ngạc là kiếm khí đầy trời đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem hắn che đậy vào trong đó. Muốn đồng quy vô tận cùng hắn sao? Phốc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe qua, không sai, khoảng chừng lóe qua mà thôi, sau một khắc lúc tàn ảnh xuất hiện, một cỗ hàn ý xuyên tim chui vào bên trong hồn hải hắn. Sở Không kinh hãi nhìn chằm chằm lồng ngực bản thân, bỗng nhiên phát hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm điên cuồng thôn phệ hồn lực và máu tươi của hắn. Hắn rất muốn phản kháng nhưng phát hiện căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Sau đó con người gian nan nâng lên nhìn về phía trước, vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Chỉ là phía sau Tiêu Phàm lại là xuất hiện một đôi cánh huyết sắc to lớn, nhìn qua hung mãnh lăng lệ, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, lộ ra một cỗ sắc bén vô tận. Vô tình nhất kích, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con người hắn đen kịt vô cùng, giống như tinh không thâm thúy. Tu La Thần Dực, Sở Không gian nan nói ra một câu, con người không ngừng rung động, đều là vẻ hoảng sợ, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao có thể giết chết hắn. Người nắm giữ Tu La Thần Dực chính là đã thức tỉnh Tu La huyết mạch, hơn nữa còn là người được Tu La truyền thừa. Ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức. Tiêu Phàm đem lời nói trước đó còn nguyên trả lại Sở Không. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thời gian ngàn năm đi qua, Tu La Điện cũng bị hủy diệt cả ngàn năm, Sở Không lại còn có thể nhận ra Tu La Thần Dực, thân phận hắn tuyệt đối không đơn giản. Việc này cũng từ một phương diện khác nhắc nhở Tiêu Phàm, đến Vô Song Thánh Thành ngàn vạn không thể tùy ý thi triển Tu La Thần Dực. Nói xong câu đó, Tu La Thần Dực phía sau Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, vô tận chiến hồn cũng tiến vào bên trong hồn hải, chỉ có đỉnh đầu còn lơ lửng một hư ảnh hắc sắc trường kiếm. Trường kiếm trong hư ảnh phát ra một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ, chính là do U Linh chiến hồn biến thành. Vừa rồi bên trong kiếm khí hình cầu, Tiêu Phàm mặc dù không có ngũ giác nhưng vẫn có thể thông qua U Linh chiến hồn cảm ứng tình huống bốn phía, vô số kiếm khí trong nháy mắt in vào não hải Tiêu Phàm. Đồng thời Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tu La ý chí và bất hủ ý chí, lực lượng ý chí cho dù chiến đế hậu kỳ bình thường cũng không cách nào so sánh, Trảm Không ý chí tự nhiên không đả thương được hắn. Sau đó, Tiêu Phàm thi triển kiếm chi luật động, thao túng vô số kiếm khí đem Sở Không bao phủ ở bên trong, cũng vì tránh người khác phát hiện, hắn lại thi triển ra Tu La Thần Dực và vô tình nhất kích, cho dù chiến đế hậu kỳ thì như thế nào. Tốc độ như thế quá là đáng sợ, hoàn toàn là nhất kích tất sát. Đương nhiên, nếu như Sở Không tránh thoát, người chết khả năng chính là hắn. Đây không thể nghi ngờ là một loại mạo hiểm, nhưng Tiêu Phàm may mắn thành công, chiến đế cảnh hậu kỳ cũng bị chém chết. Máu tươi trong cơ thể Sở Không điên cuồng bị Tu La kiếm rút ra, bộ dáng hắn cũng biến thành già nua, khi hắn nâng con người mệt mỏi nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên một tay chụp vào cổ Tiêu Phàm. Không, nói cho đúng là ngọc bội trên cổ Tiêu Phàm. Bởi vì trước đó bị kiếm khí gây thương tích, y phục hắn cũng xé rách không ít, tử sắc ngọc bội trên cổ lập tức lộ ra. Cái này, ngọc bội kia tại sao ở trên người ngươi? Sở Không tựa như hồi quang phản chiếu, đột nhiên bắt lấy tử sắc ngọc bội trên cổ Tiêu Phàm. Hắn muốn túm xuống, nhưng cánh tay Tiêu Phàm gắt gao dắt lấy hắn, mị mị hai mắt nói, ngươi biết khối ngọc bội này. Ngươi tên là gì? Sở Không đột nhiên sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ Sở Không còn biết bản thân hay sao? Tiêu Phàm trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại lời Nam Cung Vũ nói, có vẻ như mẫu thân mình cũng là người Sở gia, chẳng lẽ cùng Sở Không đến từ một chỗ? Kể từ đó, bản thân há không phải đã giết nhầm người? Ngươi họ Tiêu, nguyên lai, ngươi chính là nhi tử của tên phản đồ gia tộc kia. Ngươi chết không yên lành,
Sở Không đột nhiên phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết thế thì đã rời đi, để người gia tộc đến ứng phó hắn. Phản đồ, con người Tiêu Phàm co rụt lại, rút tu la kiếm ra, đưa tay lấy ra mấy cây kim châm phong bế hồn hải Sở Không, khiến hồn lực hắn tạm thời không tan biến. Trong nháy mắt Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì, trên đời này hẳn không có sự tình trùng hợp như vậy, chỉ có phụ thân hắn họ Tiêu, mẫu thân họ Sở, Sở Không này khẳng định biết rõ tất cả sự tình. Ngươi biết mẫu thân của ta có phải hay không? Còn có phụ thân ta, bọn hắn ở đâu? Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, một tay vặn lấy cổ áo Sở Không. Nghiệt chủng, ngươi chết không yên lành, ngươi cầm đồ vật Sở ra nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha. Ngươi đừng muốn từ ta đây moi ra bất luận cái gì. Sở Không ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn đột nhiên bạo khởi, một chưởng vỗ hướng Tiêu Phàm. Cho dù thụ thương, thực lực hắn vẫn là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm không dám khinh thường, thân thể cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nếu như không phải hắn muốn từ trong miệng Sở Không moi ra một ít thông tin, Tiêu Phàm sớm đã một kiếm giết hắn. Khi hắn vừa mới chuẩn bị dùng phệ hồn huyết tàm khống chế Sở Không, Sở Không đột nhiên một chưởng vỗ thiên linh cái bản thân, đầu anh một tiếng nổ tung, máu tươi bắn lên một thân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thi thể không đầu của Sở Không, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Sở Không vậy mà quyết đoán như thế, tự sát, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Sở Không sẽ chạy trốn. Sở gia, mẫu thân cùng phụ thân đều ở Sở gia, thậm chí ngay cả gia gia cũng có khả năng ở Sở gia, vô song thánh thành, Tiêu Phàm ta rất nhanh sẽ đến. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Đưa tay vung lên, hồn giới trong tay Sở Không rơi vào trong tay hắn, hồn lực quét vào bên trong, khiến Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là bên trong lại có mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch. Đù, không hổ là người đại gia tộc, đây quả thực là giàu đến chảy mỡ rồi. Trong lòng Tiêu Phàm mắng thầm. Mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là mấy ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch đó, dù là đối với đại gia tộc Đại Ly Đế Triều. Tỷ như đối với Y gia mà nói, cũng là một bút tài phú không ít. Trừ cực phẩm hồn thạch ra còn có không ít linh dược và hồn binh, không gian bên trong chiếc hồn giới này so với hồn giới của Tiêu Phàm còn lớn hơn mấy lần. Tiêu Phàm xác định hồn giới của Sở Không không có cấm chế đặc thù gì, lúc này mới đem hồn giới thu hồi. Đây là, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào bên hông Sở Không, nơi đó treo một khối ngọc bài tử sắc, bên trên viết một chữ Sở. Trong nháy Tiêu Phàm mắt nghĩ đến cái gì, vội vàng gỡ tử sắc ngọc bội trên cổ xuống so sánh một cái, chất liệu hai khối ngọc bội ngọc vẫn khác biệt, hơn nữa, đường vân cũng hoàn toàn khác biệt. Trước giữ lại, có lẽ về sau hữu dụng. Tiêu Phàm đem tất cả đồ của Sở Không đặt ở một góc bên trong hồn giới, để phòng về sau có thể dùng đến. Nhìn thi thể Sở Không một chút, Tiêu Phàm chậm chạp nói, xem ngươi cho ta chút lĩnh ngộ thân pháp chiến kỹ. Ta sẽ để ngươi cùng núi xanh hòa làm một thể. Trong nháy mắt, thi thể Sở Không bị từng đạo kiếm khí quấy đến vỡ nát, hắn không muốn về sau có nhược điểm bị người khác nắm trong tay. Về phần hắn vừa rồi lĩnh ngộ thân pháp chiến kỹ, đã bỏ lỡ cơ duyên, nhất thời sẽ không lĩnh ngộ ra nữa, trong lòng Tiêu Phàm cũng thầm than đáng tiếc. Bất quá nghĩ đến thân pháp chiến kỹ không phải công kích chiến kỹ có thể so sánh, trong thời gian ngắn không lĩnh ngộ ra đúng là bình thường. Chỉ có thể dựa vào cơ duyên sau này. Nếu Sở Không biết cha mẹ ta, còn hai người kia có lẽ cũng biết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quét mắt một vòng bốn phía, không phát hiện cái gì khác biệt, Tiêu Phàm lúc này mới nhanh chóng hướng về phương hướng phi độ chiến thuyền bắn nhanh đi. Sở Không mặc dù chết, nhưng bọn hắn là một nhóm bốn người, bây giờ còn có hai người sống sót, chỉ cần bắt sống hai người, có lẽ có thể hỏi ra một ít. Phi độ chiến thuyền cách đó không xa, Bàn Tử gia nhập Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng chiến đấu, ba người đối chiến hai người, rất nhanh liền ở vào thế thượng phong, trong đó một người bị Bàn Tử một kích chém giết. Cuối cùng một người muốn đào thoát nhưng lại bị ba người gắt gao vây ở trong, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Dám giết người Sở gia, các ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Người kia ra sức gào thét, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân đường đường là chiến đế cảnh trung kỳ lại bị hai chiến đế cảnh sơ kỳ và một chiến hoàng cảnh bước đến như thế. Giết hắn, coi như là ta giết. Trên bong thuyền, tiểu nam hài hét lớn, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm ba người Bàn Tử, rất hiển nhiên, thực lực ba người vượt qua hắn dự liệu. Chiến thiên, Bàn Tử nghe vậy,
gầm lên giận dữ, chiến thiên kích trong tay không lưu tình chút nào vung ra, giống như một khỏa thiên thạch nện ở trên người chiến đế. Lưu một người sống, đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, thân ảnh Tiêu Phàm trong nháy mắt liền xuất hiện cách bọn bàn tử không xa. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm liền nhanh như vậy xuất hiện, chẳng lẽ hắn giết chết chiến đế cảnh kia rồi? Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, bàn tử chiến thiên kích đã chạm trên người cường giả chiến đế kia, một kích này khiến xương cốt và lục phủ ngũ tạng toàn thân đều muốn vỡ nát, nào còn có cơ hội sống. Một tiếng nổ vang, cường giả chiến đế cảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trên không trung. Lão Tam, ta, sắc mặt bàn tử có chút khó coi nhìn Tiêu Phàm, hắn vừa mới xuất thủ, căn bản là lưu thủ không được. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, việc này trách bàn tử không được, nếu như bản thân hắn đến sớm một bước cũng sẽ không cần giết chết hắn. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên rơi trên người tiểu nam hài Sở Phiền, tiểu thí hài, ngươi là người Sở gia. Ta không phải người Sở gia. Tiểu nam hài vội vàng nói. Không phải người Sở gia, ngươi gọi là Sở Phiền, bọn hắn còn gọi ngươi thiếu gia. Quan tiểu thất một cái tay trực tiếp quăng lên tiểu nam hài Sở Phiền. Cho dù trước kia là người Sở gia, hiện tại ta cũng không phải người Sở gia, ta rốt cục tự do. Sở Phiền căn bản không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại lộ ra một nụ cười. Nghe nói như thế, Sở Khinh Cuồng hơi hơi động dung, hắn dường như từ trên người tiểu nam hài Sở Phiền nhìn thấy cái bóng bản thân, cũng may bản thân tốt xấu cũng coi là trưởng thành, năng lực chịu đựng cũng coi như không tệ. Nhưng đứa trẻ này mới 6 tuổi, chẳng lẽ cũng bị gia tộc ngược đãi? Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế phải thoát khỏi Sở gia. Chúng ta sẽ cùng thiếu gia chơi, nhưng bên ngoài so với gia tộc của ngươi nguy hiểm hơn rất nhiều. Quan tiểu thất buông Sở Phiền xuống, trực tiếp thưởng một cái bạo lật. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Sở Phiền đau oa oa khóc lớn, bên trong hai mắt phấn nộn chảy ra hai hàng nước mắt. Mặc dù hắn thực lực bất phàm, có thể xưng tiểu biến thái, nhưng vẫn còn là con nít. Nhìn thấy bộ dáng Sở Phiền điềm đạm đáng yêu, quan tiểu thất có một loại rất lớn cảm giác tội lỗi, vội vàng nói, được rồi, đừng khóc, lần sau cam đoan không đánh ngươi. Đại ca ca, các ngươi muốn đi nơi nào thế, ta có thể đi theo các ngươi không? Ta biết giặt quần áo nấu cơm, tinh thông mọi thứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Phiền thuận cán bò lên trên, một mặt cầu khẩn nhìn quan tiểu thất. Quan tiểu thất có chút không đành lòng, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hung hăng liếc mắt quan tiểu thất, trong lòng thầm mắng nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, tiểu tử này rất khôn khéo sao? 5-6 tuổi có thể đem chiến hoàng cảnh trung kỳ một cước đạp bay, Sở Phiền làm sao có thể đơn giản? Chủ yếu nhất là bốn người Sở Không bọn họ vẫn là chiến đế, bốn chiến đế đều bắt hắn không được cũng càng thêm chứng minh hắn bất phàm. Nếu đổi lại những người khác, đừng nói có thực lực đáng sợ như thế, ngay cả chiến hồn đều còn chưa thức tỉnh đó. Sở Không bọn hắn đã chết, muốn tìm manh mối phụ mẫu cùng gia gia cũng chỉ có thể từ trên người Sở Phiền tìm kiếm, mang theo hắn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Phàm cuối cùng cười nhìn Sở Phiền nói, về sau giặt quần áo nấu cơm, ngươi lo hết, làm không tốt, tùy thời cuốn gói rời đi. Cũng không phải Tiêu Phàm vô tình, mà là hắn biết Sở Phiền là một nhân tinh. Nếu như không đè hắn, ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì. Tạ ơn đại ca ca thu lưu. Trên mặt Sở Phiền cười nở hoa, trong mắt lưu chuyển, xem xét liền biết lại đánh chủ ý xấu. Tất cả mọi người nghe. Cũng đúng lúc này, thanh âm hỏa hoàng hùng hậu vang lên, chuyện hôm nay, tất cả mọi người xem như chưa từng xảy ra. Nếu như bị người khác biết, chết không chỉ là bản thân các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết. Hỏa hoàng mặc dù chưa từng đi qua Vô Song Thánh Thành nhưng hắn cũng biết rõ Sở gia cường đại, hôm nay bọn hắn giết bốn chiến đế Sở gia, nếu để cho Sở gia biết được, tất cả mọi người đều phải chết. Rõ. Đám người nhao nhao gật đầu, coi như cho bọn hắn 12 lá gan cũng không dám tùy tiện tiết lộ, trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa. Tứ đại chiến đế Sở gia toàn diệt, trên phi độ chiến thuyền xuất hiện một tiểu bất điểm, chính là Sở Phiền. Tên gia hỏa này một chút cũng không yên tĩnh, đông cũng nhìn, tây cũng nhìn, tựa như chứng kiến hết thảy sự vật đều mới mẻ. Quan tiểu thất cùng bàn tử bọn hắn cảm khái,
tiểu oa này đoán chừng bị ngược đãi không nhẹ, đầu có chút vấn đề, bởi vậy ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Sở Phiền tràn ngập đồng tình. Chỉ có Tiêu Phàm một chút cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì lấy nhãn lực hắn vậy mà nhìn không ra tu vi Sở Phiền. Trong lúc đó hắn còn hỏi Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, hai người đều cũng chỉ cho ra một thứ thuyết pháp đại khái, chính là ở giữa Chiến Hoàng đỉnh phong và Chiến Đế sơ kỳ. Lúc ấy Tiêu Phàm liền chấn kinh, Chiến Hoàng đỉnh phong và Chiến Đế tiền kỳ căn bản không có cảnh giới mà, về sau Tiêu Phàm mới minh bạch ý tứ hai người, tiểu gia hỏa không phải Chiến Hoàng đỉnh phong, mà chính là Chiến Đế sơ kỳ. Khó trách hắn có thể từ trong tay bốn Chiến Đế trung kỳ trở lên đào tẩu, năng lực đào mệnh cũng không bình thường. Trên đường đi ngược lại cũng thập phần yên tĩnh, Tiêu Phàm ngồi ở bong thuyền nhắm mắt lĩnh ngộ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ bên người Tiêu Phàm. Nắm giữ huyết mạch cửu giai hồn thú Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Bắc Thần Phong dùng đông đảo hồn tinh trồng chất phía dưới, bây giờ cũng đột phá đến thất giai đỉnh phong, lấy thiên phú hai thú, thực lực đoán chừng cũng không dưới Chiến Đế sơ kỳ. Đương nhiên, nếu như liều mạng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đoán chừng cũng có thể cùng Chiến Đế trung kỳ bình thường đánh cược một lần. Long Hoàng Đế Đô cũng không phải rất xa, rốt cục tốn không đến một ngày liền đến. Phi độ chiến thuyền dừng lại ở quảng trường nội viện Chiến Hồn Học Viện Long Hoàng Đế Đô. Tu sĩ Chiến Hồn Học Viện nhao nhao đứng dậy, đứng ở trên lan can hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn Ly Hỏa Đế Đô lấy màu đỏ làm chủ, Long Hoàng Đế Đô Kim Bích Huy Hoàng ngược lại là một phen vận vị khác. Đến rồi, mọi người xuống thuyền đi. Hỏa Hoàng nhìn đám người nói. Một đám học viên Chiến Hồn Học Viện nhao nhao hướng phía dưới bay đi, nơi xa có không ít ánh mắt nhìn lại. Trong mắt đều là vẻ trêu tức. Đây là Chiến Hồn Học Viện Đế Triều. Một chút người này cũng tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Đoán chừng sơ tuyển liền 10 người đều thông qua không được. Hình như là Chiến Hồn Học Viện Đại Ly Đế Triều. Trước đó tiến vào cổ địa bí cảnh chết không được ít người. Bọn người Nam Cung Thiên Giật đã chết, còn có thể có bao nhiêu? Còn có 3 ngày, bát đại đế triều khác cũng nhanh chạy tới. Những ngày qua Ly Hỏa Đế Đô khẳng định náo nhiệt. Tu sĩ bốn phía Chiến Hồn Học Viện không kiêng nể gì cả nghị luận, căn bản không đem đám người Đại Ly Đế Triều để ở trong mắt, có ít người càng là chỉ trỏ, ý tứ khiêu khích lộ rõ trên mặt. Không cần để ý tới bọn hắn. Hỏa Hoàng thản nhiên nói, tựa như đã sớm quen thuộc loại hờ hững này, năm đó hắn cũng như thế. Đám người gật đầu, lúc bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy Kiếm Hoàng đưa tay vung lên, phi độ chiến thuyền cực đại vậy mà đột nhiên biến mất. Có chút bát phẩm hồn binh không giới hạn lớn nhỏ, Chiến Đế cảnh có thể điều khiển biến hóa bọn chúng. Bàn Tử ở một bên cùng Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn cũng sớm đã minh bạch, ban đầu ở cổ địa bí cảnh nhìn thấy thiên cơ tháp to lớn đều là hồn binh. Nếu là hồn binh, bình thường đều có thể dùng đến chiến đấu, tự nhiên hẳn là có thể biến hóa lớn nhỏ, bằng không mà nói, ai sẽ khiêng thiên cơ tháp cực đại đi chiến đấu. Bất quá biết là một chuyện. Nhìn thấy lại là một chuyện khác, Tiêu Phàm vẫn có chút chấn kinh. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo âm thanh hơi khàn khàn vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ. Đám người quay người nhìn lại nhìn thấy một bà lão mặc quần áo màu đen, chống quải trượng kim sắc long đi đến, hai con người hãm sâu, da như khô mộc, nhìn qua như đã gần đất xa trời. Bất quá con người lại dị thường thanh tịnh. Hiện ra quang mang dị dạng, hơn nữa khí tức trên người thập phần nội liếm, xem xét chính là cao thủ. Tiêu Phàm nhìn một chút, độ lượng, bà lão này nên còn so ra kém thực lực Sở Không. Thiên Hương bà khách khí. Hỏa Hoàng chắp tay mỉm cười, Kiếm Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Thiên Hương bà, nghe được bốn chữ này, thần sắc Tiêu Phàm trong nháy mắt ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, mắt như lãnh điện, chuyển hướng lão ẩu. Một cỗ sát khí từ đáy lòng lặng yên dâng lên, bất quá rất nhanh liền ép xuống. Nàng chính là sư tôn Tiêu U, phó viện trưởng Chiến Hồn Học Viện Đại Long, con người Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, Tiêu Hạo Thiên bị bắt đi, mặc dù có thể cùng Đại Long Sở ra có liên quan nhưng chắc chắn cùng Thiên Hương bà có quan hệ. Chờ các ngươi lâu rồi, làm sao hôm nay mới đến? Đúng rồi. Hoa Hoàng muội tử đây, làm sao không có tới? Thiên Hương bà cười hỏi. Nghe nói như thế, đám người Chiến Hồn Học Viện tâm thần siết chặt, Hoa Hoàng trên đường đã bị người ta giết chết,
làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hoa Hoàng vốn chuẩn bị tốt, cũng đã đạp vào phi độ chiến thuyền, bởi vì một chút sự tình quan trọng đành trở về. Sắc mặt Hỏa Hoàng hơi bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chập trùng. Thì ra là thế, thật nhiều năm chưa gặp Hoa Hoàng muội tử, nên hơi nhớ nhung. Thiên Hương bà thở dài, sau đó lại nói, đúng rồi, không biết vị nào là Đại Ly Tuấn Kiệt Tiêu Phàm. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Hương bà vậy mà sẽ nâng Tiêu Phàm, ngay cả Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Tiêu Phàm rất rõ ràng, mình giết Tiêu U, Thiên Hương bà không ghi hận chính mình mới lạ, không đi Đại Ly đế triều tìm bản thân đã thập phần khó được. Tuấn Kiệt thì không tới mức đó, tại hạ chính là Tiêu Phàm. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, Tiêu Phàm cũng không tất yếu giấu giếm nữa. Lấy thực lực hắn hiện tại, cũng chưa chắc e ngại Thiên Hương bà. Quả nhiên là tuổi trẻ Tuấn Kiệt, rất tốt. Thiên Hương bà da thịt khô gầy chen đến cùng một chỗ, lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, lại nói các vị, nơi ở của Đại Ly lão bà đã an bài tốt, các vị đi theo ta. Vậy liền phiền phức Thiên Hương bà. Hỏa Hoàng cười nhạt một cái nói, sau đó truyền âm cho Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi làm sao đắc tội Thiên Hương bà. Tiêu U bị ta chém chết, là đồ đệ Thiên Hương bà. Tiêu Phàm đáp lại Hỏa Hoàng, cũng không có giấu giếm. Con người Hỏa Hoàng khẽ run lên, nói, mấy ngày nay đến khi sơ tuyển, ngươi không được rời chỗ ở, đợi ở bên cạnh ta, Thiên Hương bà nổi danh là cao thủ dùng độc. A, bát phẩm luyện dược sư, trong lòng Tiêu Phàm động dung, tu luyện tới bây giờ, bát phẩm luyện dược sư hắn gặp qua cũng chỉ có Hề Lão, nếu như Thiên Hương bà cũng thế, vậy liền. Không phải, bát phẩm luyện dược sư thưa thớt biết bao, dù là thánh thành cũng thập phần hiếm thấy. Bất quá nàng hẳn đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Suy nghĩ Tiêu Phàm bị Hỏa Hoàng cắt ngang. Cùng An Dược Hoàng một dạng, Tiêu Phàm thở phào, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nghiêm nghị nói, nếu như nàng dám dùng độc ứng phó ta, ta để cho nàng sống không bằng chết. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, toàn thân Hỏa Hoàng run lên, vội vàng nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, người cũng chớ làm loạn, muốn giết nàng, ít nhất cũng phải chờ sơ tuyển kết thúc. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng có một chân, không nỡ để nàng chết, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói. Có một chân, nghe được ba chữ này, Hỏa Hoàng tức dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì cùng Tiêu Phàm quyết đấu. Long Hoàng đế đô, trên đường phố thập phần phồn hoa, hai đạo thân ảnh xuyên toa bên trong dòng người, hai người mang theo mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt. Ở nơi đế đô ngư long hỗn tạp. Dạng người gì đều có, hai người ăn mặc thế này ngược lại cũng không phải đặc biệt gây chú ý. Hai người tiến vào một gian quán rượu, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Nhị ca, chúng ta thật tham gia Nam vực đại bỉ. Một người trong đó nói khẽ, nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có lẽ liền có thể nhận ra chủ nhân thanh âm chính là Long Vũ. Mà một người khác hiển nhiên chính là Long Thần. Muốn cứu đại ca chỉ có mạnh lên. Muốn nhanh chóng mạnh lên chỉ có thể tiến vào vô song thánh thành. Long Thần mở miệng nói, con ngươi vô cùng kiên định. Lấy thực lực hai người chúng ta, muốn giết chết Hoa Thiên Bảo, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ. Long Vũ hít sâu một hơi, lại nói, chỉ là bên trong có Lôi gia tham dự, diệt sát Hoa gia dễ dàng nhưng muốn cứu đại ca vẫn có chút khó. Cửu muội, khó trách phụ đế khen ngươi thông minh nhất. Long Thần gật đầu nói. Chỉ là vừa nói đến phụ đế, trong con người hắn hiển hiện sát ý. Việc này không có gì, đoán chừng Long gia bị Hoa gia chiếm lấy, việc này còn chưa truyền về vô song thánh thành, bằng không Long gia lão tổ cũng sẽ không thờ ơ. Long Vũ thản nhiên nói. Nghe được Long Vũ nói, thần sắc Long Thần khẽ động, gật đầu nói, hiện tại chúng ta nên nghĩ như thế nào mới có thể tham gia Nam vực đại bỉ sơ tuyển, chỉ có tiến vào vô song thánh thành mới có thể tìm tới Long gia lão tổ. Trực tiếp báo danh đi, chỉ cần chúng ta không chết, đại ca sẽ không chết, huống chi, Nam vực đại bỉ sơ tuyển là sự tình chiến hồn học viện, Hoa gia còn không dám nhúng tay. Trong đôi mắt đẹp Long Vũ lóe qua một vòng tinh quang. Vậy cũng phải tiến vào chiến hồn học viện mới được, Hoa gia đâu đâu cũng có tai mắt, chúng ta báo danh chưa chắc có thể tiếp tục lưu lại chiến hồn học viện. Long Thần lo lắng nói. Luận trí tuệ, Long Thần không bằng Long Vũ.
nhưng Long Thần suy nghĩ vấn đề vẫn là tương đối toàn diện. Long Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng đúng lúc này, bên cạnh bàn truyền đến mấy tiếng nghị luận. Chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều đã đến, chỉ là không nghĩ tới, lần này Đại Ly vậy mà chỉ có hơn 50 người tham gia. Đây là báo ứng, lần trước cổ địa bí cảnh, Nam Cung Thiên Giật muốn diệt thiên tài Đại Long, còn có Tiêu Phàm giết Đại Long bát tử, bọn hắn đều đáng chết, Nam Cung Thiên Giật chết, Tiêu Phàm lại còn sống. Cho dù sống thì như thế nào, hắn giết Tiêu U, hơn nữa nghe nói lần trước còn diệt hơn 100 cường giả chiến hoàng của Hoa Gia. Hoa Gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Thiên Hương bà sẽ bỏ qua hắn sao? Không sai, nghe nói lần này chiêu đãi bọn hắn chính là Thiên Hương bà, mấy ngày nay, đoán chừng sẽ không bình yên. Một chút khách uống rượu nói thoải mái, căn bản không cố kỵ chút nào, cũng chỉ có quán rượu dạng này mới có thể nhanh chóng siêu tập tin tức. Thân phận Tiêu U tại Đại Ly Đế Triều có rất ít người biết được, nhưng đối với tu sĩ Đại Long Đế Triều hiện tại lại cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều người đều biết đến Tiêu Phàm. Nhị ca, hiện tại ta biết phải làm sao rồi. Ánh mắt Long Vũ sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Trong một tòa trang viên xa hoa, đám người chiến hồn học viện được an bài ở chỗ này, trước khi Thiên Hương bà rời đi liền nhìn thật sâu Tiêu Phàm vài lần, đáy mắt chỗ sâu lóe lên lãnh quang. Lấy linh giác cường đại của Tiêu Phàm tự nhiên phát hiện sát ý của Thiên Hương bà. Bất quá hắn mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh, chỉ là đáy lòng cho bản thân một cái cảnh tỉnh. Chính diện giao phong, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, nhưng nếu như giở thủ đoạn trò mưu, Tiêu Phàm liền không thể không cẩn thận. Nhất là Thiên Hương bà còn am hiểu dùng độc, nếu không cẩn thận trúng chiêu, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Đương nhiên, có U Linh chiến hồn, trừ phi bát phẩm độc dược, nếu không Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đặt vào trong lòng. Huống chi trình độ của hắn cũng không phải thất phẩm luyện dược sư bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm, người ở sát vách ta. Hỏa Hoàng tự mình an bài gian phòng cho Tiêu Phàm, không cho phép Tiêu Phàm phản kháng, hắn cũng là lo lắng Thiên Hương bà âm thầm xuất thủ. Được. Tiêu Phàm ngược lại không có phản bác, trong lòng còn có chút ít cảm động, trên đời này không có nhiều người quan tâm đến hắn, Hỏa Hoàng tính là một người. Lập tức Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nói, hai người các ngươi ở bên cạnh ta. Giữ lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở bên cạnh, Tiêu Phàm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao thực lực Tiểu Kim bọn hắn cùng Hỏa Hoàng so sánh, cũng kém không bao nhiêu. Nhị ca, chúng ta cũng ở một bên khác, quan Tiểu Thất cười nói, Tiểu viện Hỏa Hoàng rất lớn, có hơn 20 gian phòng, đủ để ở lại một nửa người. Bàn tử một mặt không quan trọng. Bất quá sở phiền lại la hét phải ở chỗ này, cuối cùng chỉ cần an bài hắn ở cùng quan Tiểu Thất là được. Một phương diện khác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng học viên khác ở một gian tiểu viện cạnh Kiếm Hoàng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mỗi một giới nam vực đại bỉ sơ tuyển đều sẽ không an bình, xung đột, người chết đều thường xuyên phát sinh. Đám người vừa mới vào ở, sắc trời cũng đã tối, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Không ít học viên chiến hồn học viện rời tiểu viện, hướng đến đường cái, rất nhiều người mới tới Long Hoàng Đế Đô cũng muốn thưởng thức phong tình khẽ đảo dị vực. Tam ca, chúng ta cũng đi ra ngoài một chút, quan Tiểu Thất chịu không được tịch mịch đành tìm đến bàn tử, phía sau còn có Sở Phiền đi theo, hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là tiểu tùy tùng của quan Tiểu Thất. Các ngươi cứ ra ngoài, ta nghỉ ngơi một hồi. Thanh âm Tiêu Phàm từ trong phòng truyền đến. Một bên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không chút do dự lao ra. Chúng ta đi trước, người một người nếu tịch mịch nhàm chán. Quan Tiểu Thất tà tà cười nói. Cút, không đợi quan Tiểu Thất mở miệng, thanh âm Tiêu Phàm gầm từ bên trong đã truyền đến. Đi thôi, có Hỏa Hoàng tiền bối, lão tam sẽ không có sự tình gì đâu. Bàn tử cười cười, hắn rất muốn nói lấy thực lực Tiêu Phàm, đoán chừng Hỏa Hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hỏa Hoàng tưởng là Sở Không chạy trốn, nhưng bàn tử biết Sở Không nhất định đã bị Tiêu Phàm giết. Bàn tử bọn hắn rời đi, trong phòng Tiêu Phàm im ắng một mảnh, phòng của hắn bên trong ngẫu nhiên truyền đến một trận hồn lực ba động, sau nửa ngày, ba động mới hoàn toàn lắng xuống. Có hồn giới này, cho dù có người muốn đối phó ta cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, hết sức hài lòng kiệt tác bản thân. Ông vừa dứt lời. Trong phòng đột nhiên quang mang hừng hực,
vô số đường vân trong nháy mắt sống lại, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn một màn này, không thể nào, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hay là hồn giới sai lầm? Phốc phốc, một tiếng vang giòn, cửa phòng trong nháy mắt bị phá vỡ, hàn quang lấp lóe trong nháy mắt phá vỡ cửa sổ, chỉ thấy một chuôi trường kiếm từ trong đêm tối gào thét mà đến. Bất quá quỷ dị là, trong phòng lưu chuyển lên một trận bạch sắc quang mang, tựa như một bọt khí, đem hàn quang kia ngăn cản bên ngoài, không tới được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm xuyên thấu qua màn sáng, lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Ai, ngay tại lúc đó, một tiếng gầm lên từ căn phòng cách vách truyền đến, hàn quang kia khẽ run lên, bóng đen cấp tốc hướng về trong đêm tối bắn nhanh đi. Nếu đến, vậy cũng không cần đi. Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua, một kiếm vạch ra một đạo độ cung, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ, xông thẳng vào trong đêm tối. Trong đêm tối, một tia sáng lấp lóe giống như một quả lưu tinh xẹt qua vô ngần hư không, tốc độ nhanh vô cùng. Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bị xé toạc, máu tươi bắn ra, một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Phàm từ trong phòng bắn ra, con người băng lãnh nhìn không trung tiểu viện, tầm 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt in vào bên trong tầm mắt hắn. Các ngươi là ai? Cách đó không xa, Hỏa Hoàng căm tức nhìn không trung, toàn thân đan xen hỏa diễm, tay phải hắn bóp lấy cổ một đạo hắc ảnh, hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hỏa Hoàng, không cần hỏi, dù sao đều là một đám người chết mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, sau đó cầm tu la kiếm trong tay hướng về không trung bắn nhanh đi. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, hoàn toàn siêu việt, chỉ một lát sau, một màn mưa máu liền huy sái bên trong tiểu viện, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Một chút tu sĩ chiến hoàng cảnh làm sao có thể qua được đồ sát của Tiêu Phàm đây, dù là muốn chạy đều không có cơ hội. Tiêu Phàm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn chúng là ai? Hỏa Hoàng nhìn huyết vũ đầy đất, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không biết, dù sao đều là người muốn giết ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, lần trước tại Long Hoàng Đế Đô, hắn cũng đắc tội không ít người, chỉ ít người Hoa gia cùng Diêm La Phủ khẳng định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mặt khác, Thiên Hương bà cũng rất muốn giết chết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không biết là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hỏa Hoàng không khỏi trợn mắt một cái, thật muốn hung hăng đánh Tiêu Phàm một trận, đáng tiếc hắn cũng biết, hiện tại hắn chưa chắc có thể đánh thắng được Tiêu Phàm. Yên tâm đi, Hỏa Sư Huynh, không có việc gì. Tiêu Phàm cho một cái ánh mắt yên tâm, quay người liền đi vào phòng. Trong lòng hắn không có thoải mái như vậy. Những người này hắn có thể nhìn ra mấy phần, huyết sát chi khí trên người cực kỳ nồng đậm, hẳn là sát thủ. Khả năng lớn nhất chính là người Diêm La Phủ, dù sao lần trước sát phương thí luyện vòng thứ nhất, Diêm La Phủ cũng có mấy mười người bị Tiêu Phàm tính toán, toàn diệt tại Long Hoàng Đế Đô, đây chính là mối thù không nhỏ. Đương nhiên, Tiêu Phàm càng thêm tin tưởng, muốn giết hắn là Hoa Thiên Bảo, hôm nay hắn đi tới Long Hoàng Đế Đô, Hoa Thiên Bảo khẳng định biết rõ. Thiên Hương bà sẽ không mời sát thủ ứng phó ta, tối đa chỉ bại lộ vị trí của ta mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, đột nhiên tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nói, chỉ là không biết Tiêu U có bại lộ thân phận ta hay không, nếu như Thiên Hương bà biết thân phận ta, có thể hay không. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm lập tức biến ngưng trọng lên, nếu như Thiên Hương bà biết thân phận hắn, vậy đối phó mình, khả năng không chỉ có Thiên Hương bà. Mà còn có Vô Song Thánh Thành Sở Gia. Chắc là không phải, bằng không sau khi Tiêu U chết, Thiên Hương bà sẽ làm một chút sự tình gì đó, Tiêu U đã tận mắt thấy Thiên Hương bà bắt ra ra, nàng khẳng định không dám bại lộ thân phận ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác. Dừng lại, nơi này là chỗ Chiến Hồn Học Viện Đại Ly nghỉ ngơi, các ngươi ai cũng không thể vào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm hét lớn, ngay sau đó một trận tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Mẹ nó, còn không xong, Tiêu Phàm sầm mặt lại, trong nháy mắt đó, hắn thả hồn lực, lập tức mấy chục đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Người đến khí thế rào rạt, sát khí nặng nề, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, mấy chục đạo thân ảnh đã đem gian phòng Tiêu Phàm vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm ra khỏi phòng. Trong sân bốn phía đều là bóng người. Những người này thống nhất ăn mặc bạch sắc phục thị,
góc trên bên phải quần áo còn thêu lên hai chữ to, Cửu Tiêu. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, Tiêu Phàm cũng biết rõ những người này đến từ chỗ nào, chính là Cửu Tiêu Thương Hội. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra người Cửu Tiêu Thương Hội vì cái gì tìm tới mình. Bạch Long, lúc trước Bạch Long chạy trốn khẳng định nhìn thấy Lôi Vân chết, sau đó nói cho Lôi gia cùng Hoa Thiên Bảo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Tiêu Phàm, bọn hắn lại vì ngươi mà đến. Hỏa Hoàng cau mày một cái, trong lòng hắn có chút hối hận, cửu nhân tiểu tử này quả thật là đếm không xuể. Hỏa Hoàng nghĩ không ra, Tiêu Phàm làm sao lại đột nhiên đắc tội nhiều người tại Long Hoàng Đế Đô như vậy. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, còn người rơi vào một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn đều có một tia kính sợ, nghĩ đến những người này đều là thủ. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Lôi Vân trưởng lão là bị ngươi giết chết. Trong giọng nói nam tử trung niên đều là vẻ chất vấn, trong mắt hiện ra một đạo hung quang. Cái gì Lôi Vân trưởng lão? Ta đây là lần thứ hai đến Long Hoàng Đế Đô, làm sao dám trèo cao vào trưởng lão Cửu Tiêu Thương Hội các ngươi? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên cau mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một cỗ hồn lực bàng bạc bức bách hắn, bất quá điểm ấy lực lượng căn bản không làm gì được hắn. Có người tận mắt nhìn thấy ngươi giết Lôi Vân trưởng lão, ngươi còn muốn rảo biện. Nam tử trung niên căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ý chí trùng kích, mặc dù không thể đối với Tiêu Phàm tạo thành tổn thương mãnh liệt, nhưng người nhát gan đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ sợ mất mật. Ngươi nói có người tận mắt nhìn ta giết cái gì cẩu thí Lôi Vân trưởng lão? Có bản sự gọi hắn ra đây ngay mặt đối chứng. Tiêu Phàm cũng giận lên, không có mảy may e ngại. Tiêu Phàm thật đúng là không tin, Cửu Tiêu Thương Hội có thể cầm được chứng cứ đến. Nếu như cầm được ra, bọn hắn đã sớm để Bạch Long đến nơi này tự mình giằng co, cho dù Bạch Long không đến, Hoa Thiên Bảo cũng sẽ tới. Hoa Thiên Bảo hiện tại dù sao cũng là đường đường Đại Long Đế Chủ. Chẳng lẽ còn không dám ứng phó một tên tu sĩ chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hoa Thiên Bảo muốn mượn tay Cửu Tiêu Thương Hội ứng phó bản thân mà thôi. Làm càn, tên Lôi Vân trưởng lão ngươi làm sao có thể vũ nhục. Nam tử trung niên phẫn nộ quát, lách mình một bước hướng về Tiêu Phàm. Cút, ứng phó người như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không khách khí, đừng nói ngươi không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ thì như thế nào. Giết đến tận cửa, lão tử tất yếu khách khí với ngươi. Một cỗ khí tức bàng bạc phóng tới nam tử trung niên, thân hình hắn bị một cỗ đại lực ngăn trở, vậy mà khó tiến lên. Lão phu chính là hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội Lôi Hải, không người nào dám cùng lão phu nói chuyện như thế, tiểu tử ngươi to gan. Nam tử trung niên cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, cho dù không phải ngươi giết thì ngươi cũng phải chết. Thằng khùng, ngươi tới cửa liền muốn giết ta. Còn muốn ta có ngữ khí tốt đối với ngươi. Con mẹ nó đầu ngươi bị lừa kẹp sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm làm sao tiếp tục bình tĩnh nữa, lão bất tử này thật đúng là quá coi trọng mình rồi. Cửu Tiêu Thương Hội tại Đại Long Đế Triều đúng là một quái vật khổng lồ, nếu như Tiêu Phàm trước kia tất nhiên sẽ e ngại, nhưng hiện tại, an nguy Tiêu gia có người bảo hộ, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, toàn trường đều chấn kinh. Tiểu tử này thật đúng là lớn mật, đến hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội cũng dám nhục mạ. Được, được, tiểu bối, người phách lối lắm, ta xem người tiếp theo sẽ còn mạnh miệng thế nào. Khuôn mặt Lôi Hải trở nên dữ tợn, từ lúc hắn trở thành hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội đến nay, còn không có ai dám nhục mạ hắn. Tiêu Phàm là người đầu tiên khiến nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm của hắn lần đầu tiên có gợn sóng. Giết hắn, Lôi Hải phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Hận không thể lập tức xé Tiêu Phàm thành mảnh vụn. Hắn vung lên, 20-30 người sau lưng trong nháy mắt nhào lên. Dừng tay, Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng, nơi này thuộc địa phận chiến hồn học viện, Cửu Tiêu Thương Hội ngươi dám ở đây dương oai. Địa phận chiến hồn học viện, ngươi đang nói đùa sao? Nghe được lời Hỏa Hoàng, Lôi Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng nhìn nhau, chẳng lẽ nơi này không phải địa phận chiến hồn học viện? Nơi này có lẽ không phải là địa phận chiến hồn học viện. Nhất định là lão bà Thiên Hương bà chết tiệt kia cố ý hãm hại chúng ta. Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, truyền âm cho Hỏa Hoàng.
Hỏa Hoàng liền hiểu rõ. Khó trách Thiên Hương bà không có tay với Tiêu Phàm, bởi vì bà ta đã biết có người muốn ứng phó Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, Lôi Hải này khả năng đã sớm bàn bạc cùng Thiên Hương bà, cố ý sắp xếp bọn hắn vào trong trang viên này. Hỏa sư huynh, ngươi ở một bên xem là được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia lạnh như băng. Nhóm ngươi đã tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thật sự cho rằng ta vẫn là một chiến hoàng cảnh mặc cho các ngươi khi dễ sao? Chiến đế cảnh đã có vài người chết ở trong tay tiểu gia rồi. Ánh mắt Hỏa Hoàng lộ vẻ lo lắng, có điều vẫn đi sang một bên. Lần trước đến sở không còn không thể giết chết Tiêu Phàm, Lôi Hải này đoán chừng cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Chí ít muốn giết chết Tiêu Phàm đoán chừng cũng không phải dễ, nếu như Tiêu Phàm không phải là đối thủ, Hỏa Hoàng lại xuất thủ cũng không muộn. Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lôi Hải còn tưởng rằng Hỏa Hoàng sợ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hô, đột nhiên, lại có thêm mấy thân ảnh xuất hiện, vô số kiếm khí trong nháy mắt quét sạch cả tòa tiểu viện. Người Cửu Tiêu Thương Hội bị dọa liền vội vàng lui lại. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Phàm thấy Kiếm Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng ba người chạy tới. Ba người cũng không quá hiểu kỳ đối với cảnh sắc Long Hoàng Đế Đô, cho nên bọn hắn chưa rời khỏi trang viên. Các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này, con ngươi Lôi Hải quét qua, hắn đã quyết ý giết Tiêu Phàm, dù Tiêu Phàm không giết Lôi Vân thì hôm nay Tiêu Phàm cũng phải chết. Kiếm Hoàng, các ngươi lui ra đi, Tiêu Phàm muốn một mình đối phó bọn hắn. Kiếm Hoàng bọn hắn còn chưa mở miệng, Hỏa Hoàng đột nhiên kêu lên. Ba người bọn Kiếm Hoàng hơi kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Phàm. Lôi Hải này chính là chiến đế trung kỳ, hơn nữa phía sau hắn còn có hai cường giả chiến đế sơ kỳ, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Trong lòng bọn hắn càng nghi hoặc là Cửu Tiêu Thương Hội vì ứng phó một chiến hoàng cảnh như Tiêu Phàm, vậy mà gióng trống khua chiêng như vậy. Không biết Tiêu Phàm trộm mộ phần của Cửu Tiêu Thương Hội, hay là hại chết con trai của Lôi Hải đây? Một người mà đòi ứng phó chúng ta, thần sắc Lôi Hải cứng lại, nụ cười trên mặt cứng ngắc tại chỗ. Trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn. Lão khùng kia, ngươi sẽ hối hận cả đời. Tiêu Phàm sớm đã nổi lên sát tâm, hắn không phải người dễ bị ức hiếp. Trước đây không đủ thực lực hắn còn không sợ hãi, huống chi hiện tại hắn đã đạt tới cấp độ có thể chính diện giao phong bọn Lôi Hải. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lách mình ra, chủ động xuất kích, kiếm quang lấp lóe, một tu sĩ chiến hoàng cảnh đỉnh phong trong nháy mắt mất mạng, máu vẩy ra bầu trời đêm. Những người khác bị dọa sợ nhảy lên, tốc độ Tiêu Phàm quá là đáng sợ, đường đường chiến hoàng cảnh đỉnh phong mà sức phản kháng còn không có. Tựa như người hắn giết không phải là cường giả chiến hoàng cảnh, mà là một con gà. Các ngươi cũng lên đi, Lôi Hải chỉ hai cường giả chiến đế sơ kỳ sau lưng quát. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, tay cầm đao kiếm đánh về phía Tiêu Phàm. Chớ nóng vội, từng người một. Ta sẽ không xem nhẹ ai. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, ngữ khí kia tựa như đang nói chuyện với một nhóm bằng hữu, giọng điệu miệt thị cùng châm chọc. Kiếm chi luật động. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị tỏa ra, dập dờn về bốn phương tám hướng. Kiếm ta tại sao lại đang động đậy? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, tựa như kiếm trong tay đang tức giận, không nghe sai khiến. Kiếm Hoàng cùng Lâu Ngạo Thiên sớm đã quen, Tiêu Phàm sớm đã lĩnh ngộ được cảnh giới Vạn Kiếm Quy Tông, những tu sĩ chiến hoàng cảnh khẳng định không phải đối thủ của hắn, bị Tiêu Phàm giết chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là hai tu sĩ chiến đế sơ kỳ và Lôi Hải, đây mới là đối thủ lớn. Bang, thanh âm trường kiếm vào vỏ vang lên, đám người kinh sợ nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này đầu hàng? Đúng lúc này, hai đại cường giả chiến đế đột nhiên thối lui về hậu phương. Giết hắn, người dám thối lui, giết, Lôi Hải phẫn nộ gầm thét. Phốc 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 đột nhiên, từng đạo huyết kiếm bay về phía không trung. Lôi Hải thần sắc phẫn nộ trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Chỉ thấy một đám tu sĩ chiến hoàng cảnh Cửu Tiêu Thương Hội, trong cơ thể đột nhiên bắn ra vô số lợi kiếm. Lợi kiếm từ trong hồn hải cùng kinh mạch bọn hắn bắn ra, căn bản khó lòng phòng bị. Nháy mắt, hơn 20 cường giả chiến hoàng cảnh, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Một kích, vẻn vẹn một kích,
Tiêu Phàm liền chém giết hơn 20 cường giả chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên. Những người này đều là tinh nhuệ của Cửu Tiêu Thương Hội, lại bị Tiêu Phàm một kiếm toàn bộ giết hết. Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bốn người cũng bị một kiếm này của Tiêu Phàm chấn kinh. Hắn rốt cục cũng ngộ ra một kiếm này. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một hơi nói. Cùng kiếm đạo trường ca kia của ngươi có hiệu quả khá giống. Sở Khinh Cuồng cũng gật đầu, nhưng mà luận uy lực, tạm thời mà nói, kiếm hắn còn mạnh hơn một chút. Lâu Ngạo Thiên gật đầu, cũng không có bất kỳ sự đố kỵ nào, ngược lại lộ ra một tia giác ngộ. Đây chính là kiếm khách chân chính, lòng dạ rộng rãi, lúc nào cũng thấy bản thân còn chưa đủ. Hắn lại mạnh lên, bầu trời đêm nơi xa, hai hắc y nhân lơ lửng trên không trung, tất cả phía dưới thu hết vào mắt. Hai người không phải ai khác, chính là huynh muội Long Vũ và Long Thần. Người mở miệng nói là Long Thần. Nhị ca, nam nhân của muội muội huynh, không thể kém hơn so với huynh và đại ca. Long Vũ hết sức mạnh dạn nói ra. Long Thần kinh ngạc nhìn Long Vũ, nói cửu muội, câu nói trước kia của muội không phải nói đùa. Lúc Long Vũ thức tỉnh băng tộc huyết mạch, Long Vũ đã từng nói, phàm là người có thể cứu chữa nàng, dù cho xấu xí, dù tôn ti thế nào, nàng nhất định lấy thân báo đáp, tới chết không đổi. Lúc ấy rất nhiều người vì câu nói này mà đến. Đáng tiếc, kết quả là không có một ai thành công. Long Vũ cũng ngày càng bệnh thêm, cuối cùng Hàn Vân Cung cũng trở thành tuyệt địa. Hứa hẹn này của Long Vũ, phàm là người Đại Long Đế Triều đều biết, nhất là thế hệ trẻ Tuấn Kiệt. Long Thần còn tưởng Long Vũ nói đùa, không nghĩ tới nàng đang nghiêm túc. Huynh cảm thấy muội đang đùa giỡn hay sao? Long Vũ nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa mai nở rộ, tràn ngập trí tuệ cùng kiên nghị. Một mảnh bầu trời đêm khác, một thân ảnh còng xuống nhìn chằm chằm vị trí Tiêu Phàm trong sân, trong mắt sát khí lấp lóe, lôi ra, thật đúng là đồ vô dụng. Trong sân, Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn bốn phía, tu la kiếm trong tay hắn lóe ra hàn mang. Điên cuồng rút lấy máu tươi bốn phía, chậm rãi biến thành huyết hồng. Ta đã nói chớ nóng vội, từng người một, ai cũng đều có phần. Thanh âm Tiêu Phàm bình thản vang lên, con người đen kịt hiện ra thí huyết quang mang, từng bước một đi về phía bọn tam đại chiến đế cảnh đang chờ. Con người màu đỏ tươi hiện ra quang mang thị huyết, bọn lôi hải bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, ba người cảm thấy toàn thân phát lạnh, có chút rùng mình. Đây là khí tức một tu sĩ chiến hoàng cảnh phát ra à, sao lại đáng sợ như thế? Giết, giết hắn, Lôi Hải không hổ là cường giả chiến đế, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, một cỗ ý chí rồi rào nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm không hề động, cỗ khí huyết tinh khắc nghiệt kia ngày càng đậm, dường như muốn nuốt hết cả ba người bọn hắn. Ngay sau đó, Lôi Hải đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một tia lôi điện phóng tới Tiêu Phàm. Người lôi ra dường như bản năng có thể tiếp cận lôi điện, lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Một nắm đấm hồn lực to bằng cả căn phòng quét ngang tới, thoáng cái liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Đây là nắm đấm ngưng tụ từ hồn lực cùng ý chí lôi điện. Lôi điện đáng sợ tản ra khí tức vô cùng khủng bố. Tu sĩ chiến hoàng cảnh bình thường làm sao có thể chịu được công kích dạng này. Một khi bị đánh trúng, đoán chừng ngay cả chút cặn cũng không còn. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng nơi xa đã làm tốt tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thấy nắm đấm sắp nện ở trên người Tiêu Phàm, một tiếng nhỏ vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, một chưởng nhẹ nhàng ngăn nắm đấm màu đen kia lại, trên cánh tay có một màn huyết sương mù màu đen lượn lờ, cho người ta một cảm giác cực kỳ bá đạo. Thân thể Tiêu Phàm tựa như tiếp nhận một cỗ lực lượng hồng lưu trùng kích, phải rút lui mấy bước, có điều, hắn cuối cùng dừng lại. Ngăn trở được quyền kia. Ngăn được, động tĩnh to lớn nơi này thu hút không ít người. Đám người nhìn thấy tất cả trong sân, con người rung động kịch liệt. Khí tức phát ra ở quyền kia, chiến hoàng không thể đối kháng lại được. Vậy mà Tiêu Phàm một tay liền ngăn lại, điều này khiến bọn hắn làm sao không khiếp sợ. Mấy người Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng buông lỏng một hơi, cảm thấy kinh ngạc bởi thực lực Tiêu Phàm. Giữa tiểu viện, trường cương của Tiêu Phàm cùng nắm đấm Lôi Hải rằng co ở cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Còn ngây ra cái gì, giết hắn. Trong lòng Lôi Hải kinh hãi tới cực điểm, bản thân là chiến đế, vậy mà cũng chỉ như một chiến hoàng. Nếu như bây giờ không giết hắn, về sau một khi tiến vào Vô Song Thánh Thành,
muốn giết hắn sẽ càng khó. Hai chiến đế sơ kỳ nghe vậy, không chút do dự từ hai bên nhào về phía Tiêu Phàm, một người cầm đao, một người cầm kiếm, gần như đồng thời vung chảm ra, đao mang kiếm khí che khuất bầu trời, bao phủ hư không, muốn vây giết Tiêu Phàm ở trong đó. Lôi Hải thấy thế, trên mặt rốt cục cong lên nét cười, tam đại chiến đế đối phó ngươi, nếu như vẫn không giết được ngươi, vậy ngươi chính là yêu nghiệt rồi. Có thể chết trong tay tam đại chiến đế liên thủ, cái chết của ngươi cũng có ý nghĩa. Lúc Tiêu Phàm sắp chết, Lôi Hải vẫn không quên trào phúng một cái. Có lẽ, lại để ngươi thất vọng rồi. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên. Oanh long long, đao mang cùng kiếm khí kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, cả hai sinh ra một cỗ lực lượng to lớn xé rách, hư không bắt đầu có chút vặn vẹo. Khí tức hồn lực hung mãnh bá đạo quét sạch tứ phía, kiến trúc bốn phía tiểu viện tất cả đều sụp đổ, biến thành một đống phế tích, từng kẽ nứt lan tràn về tứ phương. Tiêu Phàm, hỏa hoàng kêu to, đưa tay xuất ra một trường cương hỏa diễm, chấn áp hư không, trong phút chốc liền ổn định lại, nhưng mà, căn bản không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. Chết, tu sĩ âm thầm xem cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. À đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một tu sĩ chiến đế của Cửu Tiêu Thương Hội kêu thảm một tiếng, cả người ngốc trệ tại chỗ. Sau đó phốc một tiếng, thân thể tu sĩ chiến đế kia đột nhiên toạc ra trong trung gian, phân thành hai mảnh. Trước người tu sĩ chiến đế, lại xuất hiện một thân ảnh áo đen. Hắn cầm trường kiếm trong tay, trường kiếm nhuốm máu, từng giọt máu tươi trên kiếm phong trượt xuống, cuối cùng bị trường kiếm hấp thu không còn một mảnh. Người sao lại không chết? Một tu sĩ chiến đế cảnh khác cả kinh kêu lên, bước chân có chút lảo đảo, lui ra phía sau hai bước. Thân ảnh áo đen trừ Tiêu Phàm ra còn có thể là ai? Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm rõ ràng phải chết dưới kiếm khí cùng đao khí kia mới đúng, làm sao có thể còn sống. Trong những người ở đây, cơ hồ không ai thấy rõ Tiêu Phàm tránh thoát đi thế nào, chỉ có kiếm hoàng lờ mờ bắt được một tia gì đó. Thiên nhân hợp nhất, dùng thân hóa kiếm. Lông mày kiếm hoàng hơi hơi rung động một chút, một khắc vừa rồi kia, hắn bắt được một đạo không giống kiếm mang từ trong khí tức hồn lực kia xông ra. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ là một đạo kiếm khí, không nghĩ tới, đó là do Tiêu Phàm biến thành. Bởi vì thực lực các ngươi còn chưa đủ tư cách để giết ta. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, vừa dứt lời, hắn lại biến mất tại chỗ. Phốc, một cái đầu lâu ném ra, máu tươi như suối phun, bắn ra cao hơn mấy trượng. Ngay sau đó, thi thể không đầu kia cũng trong nháy mắt phân thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng giải đầy một chỗ. Nể tình các ngươi tạo cho ta cơ hội lĩnh ngộ thân pháp chiến kỹ, ta cho các ngươi một cái chết thống khoái. Con người Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, trong lòng âm thầm thở phào. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể trốn thoát công kích của hai đại chiến đế liên thủ, chính là nhờ lĩnh ngộ thân pháp chiến kỹ trước đó cùng Sở Không đại chiến đụng chạm đến. Bộ pháp dùng thân hóa kiếm, vậy đặt tên là kiếm bộ đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó nâng lên con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Lôi Hải đã bị dọa ngốc. Giờ đến lượt ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm, giết người Lôi ra ta, người sẽ chết rất thảm. Lôi Hải thật sự sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người thiếu niên trước mắt này còn đáng sợ hơn cả chiến đế hậu kỳ. Hắn không biết là Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý chí, khí thế không thua chiến đế trung kỳ, lại cộng thêm cường độ hồn lực cùng tu la huyết mạch, chiến đế trung kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Bằng không, với thực lực hắn làm sao có thể giết chết Sở Không? Trước đó ngươi nói ta giết chết cái gì cầu thí trưởng lão của Lôi gia các ngươi, ta chỉ làm như lời ngươi nói mà thôi. Tiêu Phàm cười gằn nói. Dù sao ngươi đã nhận định ta giết Lôi Vân, vậy ta cần gì phải phản bác, giết các ngươi đã rồi tính, vừa vặn chứng thực tội danh của ta. Huyết sát, Tiêu Phàm khẽ nói, Tu La kiếm phát ra một đạo huyết sắc quang điểm chói mắt. Huyết sắc quang điểm ngưng tụ thành một đường giận dữ xông ra, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể Lôi Hải. Lôi Hải sững sờ, trên gương mặt sợ hãi đột nhiên xuất hiện nét cười, bởi vì hắn phát hiện bản thân không có bất kỳ cái gì bất thường, xem ra Tiêu Phàm không dám giết mình. Tiêu Phàm, nể tình ngươi. Lôi Hải bộ dáng cao cao tại thượng, coi thường Tiêu Phàm nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên máu tươi trong miệng cuồng phún. Ngay sau đó,
vô số huyết kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn thành cái sàng. Ngươi, Lôi Hải không cam lòng đến không dậy nổi. Hắn căn bản không biết, bản thân vì sao lại chết. Những người khác cũng nghi hoặc không thôi, vừa rồi Lôi Hải còn vô sự, tự dưng tại sao lại chết. Là huyết sắc quang điểm kia, đem kiếm đạo và ý chí ngưng tụ thành một điểm, sau đó bộc phát ra, uy lực này. Con người Lâu Ngạo Thiên hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên như có một tia giác ngộ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi đã chết. Tiêu Phàm thu hồi Tu La Kiếm, khinh thường liếc nhìn Lôi Hải, xoay người rời đi. Giết chết Lôi Hải tựa như chỉ là làm một việc làm không có ý nghĩa. Hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội gì gì, thật chỉ coi ta là phế vật thôi à. Khi chết, không phải cũng giống nhau, đều là một bộ thi thể lạnh lẽo thôi sao. Nhìn thi thể Lôi Hải trên mặt đất, tu sĩ âm thầm quan sát trận chiến hít một hơi lạnh. Lôi Hải là cường giả chiến đế trung kỳ, vậy mà bị Tiêu Phàm giết chết. Xem ra, trước kia ta vẫn luôn xem thường hắn. Trong bầu trời đêm nơi xa, Long Thần hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ bại lộ ra át chủ bài của bản thân, cũng không chân chính giao thủ với ai. Nhưng mà hắn cực kỳ tự tin, dù là gặp chiến đế sơ kỳ, hắn cũng có thể chém giết. Nhưng mà hiện tại nhận biết được thực lực Tiêu Phàm, liền phát hiện ra át chủ bài của bản thân ở trước mặt Tiêu Phàm, có lẽ chỉ là một chuyện cười. Đoán chừng ai cũng không thể buộc hắn thi triển ra năng lực thực lực chân chính. Long Vũ cười tươi một tiếng, tựa như Tiêu Phàm mạnh hơn, cũng chính là nàng mạnh. Thử ngâm, đột nhiên, một vệt sáng xẹt qua bầu trời đêm, xông đến thẳng không trung nơi xa. Long Thần cùng Long Vũ ánh mắt hai người trong nháy mắt bị hấp dẫn, ngay sau đó một bóng người lọt vào tầm mắt bọn họ, hai người trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Là Thiên Hương bà, Long Thần ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm làm sao lại xuất thủ với Thiên Hương bà? Long Vũ kinh ngạc vô cùng, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Ánh mắt Long Thần ngắm nhìn bầu trời đêm nơi xa, cũng không quay đầu lại nói, đồ đệ Tiêu U của Thiên Hương bà bị Tiêu Phàm giết chết, đoán chừng Thiên Hương bà vì báo thù, nên sắp xếp học viên Đại Ly Chiến Hồn Học Viện tại bên ngoài Chiến Hồn Học Viện, Cửu Tiêu Thương Hội lúc này mới có cơ hội lợi dụng. Chuyện này Tiêu Phàm nhất định sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt. Đôi mắt đẹp của Long Vũ lóe lên, trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Hương bà thực lực mặc dù không tốt, nhưng mà nàng dùng độc lại cực kỳ lợi hại, chàng nhất định phải cẩn thận. Nơi xa, trong bầu trời đêm một thân ảnh đáp xuống, cấp tốc chạy về nơi xa, tránh thoát đạo kiếm quang kia, bay ra 30-40 trượng mới dừng lại, ngoài Thiên Hương bà ra còn có thể là ai? Ngươi muốn làm gì? Thiên Hương bà căm tức nhìn Tiêu Phàm, thanh âm khàn khàn cực kỳ âm trầm. Không khỏi khiến người ta nổi da gà. Làm gì à, ngươi không phải biết còn phải hỏi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lần trước sát phương thí luyện đi tới Long Hoàng Đế Đô, hắn liền muốn tìm Thiên Hương bà. Dù sao, Tiêu Hạo Thiên bị bà ta bắt đi, Tiêu Phàm rất muốn biết rõ Tiêu Hạo Thiên cụ thể ở đâu, có lẽ còn có thể tìm ra manh mối cha mẹ mình. So với việc bị lão yêu bà này âm thầm tính toán, còn không bằng bản thân ngả bài với bà. Ngươi không biết, nơi này là địa phận Chiến Hồn Học Viện sao? Muốn tại địa phận Chiến Hồn giết phó viện trưởng, ngươi ăn tim gấu gan báo à? Thiên Hương bà phẫn nộ quát. Vừa rồi một màn Tiêu Phàm chém giết Lôi Hải, bà ta đã tận mắt nhìn thấy, hiện tại thanh kiếm của Tiêu Phàm chỉ hướng nàng, điều này khiến nàng làm sao không sợ hãi. Có điều cũng chính bởi như thế, trong lòng Thiên Hương bà đã có ý quyết phải giết Tiêu Phàm. Không chỉ là vì báo thù cho Tiêu U, mà là bà không muốn về sau phải đối mặt với một đối thủ cường đại. Với thực lực có thể chém giết chiến đế cảnh trung kỳ của Tiêu Phàm, thông qua vòng tuyển của Nam Vực Đại Bỉ hẳn không có gì khó. Với thiên phú của hắn, đoán chừng đã có thể so cùng những siêu cấp thiên tài thánh thành. Nếu như Tiêu Phàm tiến vào vô song thánh thành, nhất định sẽ trở nên cường hãn hơn, đến lúc trở về, khả năng nàng không thể chiến thắng. Nơi này là Chiến Hồn Học Viện, Tiêu Phàm cau mày một cái, cúi đầu nhìn lại phía dưới. Quảng trường phi độ chiến thuyền trước đó bọn hắn dừng lại quả thực cách đó không xa, nơi này hẳn là Chiến Hồn Học Viện. Nếu như là bên ngoài Chiến Hồn Học Viện, Tiêu Phàm tất nhiên không sợ hãi, nhưng mà tại Đại Long Chiến Hồn Học Viện giết người, hắn tạm thời không dám.
Đại Ly Chiến Hồn Học Viện có cao nhân như Bác Lão, ai biết rõ Đại Long Chiến Hồn Học Viện có hay không? Với thực lực hiện tại của hắn, trước mặt Bác Lão hắn vẫn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Tiêu Phàm không dám mạo hiểm. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm âm lãnh, Thiên Hương bà này cũng thật chú ý cẩn thận, vậy mà đã sớm nghĩ đến hiện tại. Lão phụ bà, ta giết đồ đệ ngươi, ngươi không muốn giết ta sao? Tiêu Phàm cười nói, dù sao đã đến cấp độ này, Tiêu Phàm trực tiếp nói rõ. Nếu như ta không muốn giết ngươi, cũng sẽ không sắp xếp ngươi ở đây, để Lôi Hải dẫn người tới giết ngươi. Là ngươi hủy hy vọng để ta trở về gia tộc, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Thiên Hương bà trong lòng lạnh giọng nói. Đương nhiên, những lời này bà không nói ra, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm nói, ta tất nhiên muốn giết ngươi, có điều phép khích tướng này của ngươi đối với ta vô dụng. Thiên Hương bà qua bao năm tháng, đâu có thể bị lời nói Tiêu Phàm khích tướng, chính diện đối địch không phải là thế mạnh của nàng. Thấy Thiên Hương bà không nhúc nhích, Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng. Sau một khắc, lông mày Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lại, U Linh Chiến Hồn bên trong hồn hải bỗng nhiên hiện lên ở ngoài cơ thể, từng tia sương mù lượn lờ chung quanh hắn. Bởi vì bây giờ là đêm tối, căn bản mắt thường không có khả năng nhìn thấy, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn cảnh báo, Tiêu Phàm còn không phát hiện ra. Lão phụ bà, người dám dùng độc, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, hét lớn, phẫn nộ nhìn Thiên Hương bà. Người có phải cảm thấy đầu có chút choáng váng không? Thiên Hương bà cười nhạt một cái nói, khóe miệng dương lên, tựa như âm mưu đạt được, da rẻ khô gầy chen tại cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng lạnh lùng. Ngươi, Tiêu Phàm hai tay ôm đầu, thân thể lung lay sắp đổ. Tiêu Phàm, cẩn thận, cũng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ từ đằng xa truyền đến, vừa dứt lời, một cánh tay trong nháy mắt bắt lấy Tiêu Phàm, bay đi về nơi xa. Tiêu Phàm còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị một cỗ đại lực kéo lui lại, đầu quay sang nhìn về bên cạnh, lại nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc. Long Vũ, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Vũ vậy mà đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm mắng không thôi, tiểu nhi tử không phải thật sự cho rằng ta trúng độc chứ. Nha, ta chỉ là muốn lừa gạt lão Vu bà kia ra khỏi Chiến Hồn Học Viện mà thôi. Đừng nói chuyện. Thiên Hương bà là cao thủ dùng độc, người cùng với bà ta rằng co, nhất định là tự tìm cái chết. Long Vũ mang theo Tiêu Phàm cấp tốc hướng về vị trí tiểu viện trước đó. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng mấy người cảm giác được không thích hợp, cũng đồng loạt đạp không mà lên, xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Một phương hướng khác, Long Thần cũng không chút do dự đạp không mà đến, thủ hộ ở bên cạnh Long Vũ. Thiên Hương bà phía trên không trung cau mày một cái. Khóe miệng dương lên nói, chúng vọng đoạn thu tràng lộ của ta, ngươi đừng hòng sống tiếp, chờ chết đi. Long Thần, Long Vũ, các ngươi lại còn dám xuất hiện, cũng tốt, Hoa Thiên Bảo đoán chừng chờ đợi rất lâu rồi, vừa hay, hắn cũng muốn giết cả Tiêu Phàm. Thiên Hương bà lại nói, tựa như bà đã thấy cảnh Hoa Thiên Bảo dẫn đầu đám người Hoa ra đánh tới. Tiêu Phàm, ngươi thế nào rồi? Long Vũ lo lắng nhìn Tiêu Phàm nói. Không được rồi. Sắp chết, sắp chết. Tia mắt Tiêu Phàm quét qua Thiên Hương bà, sau đó tỏ vẻ vô cùng khó chịu nói, trong lòng lại bổ sung một câu, bà nội nó, lão Vu bà này thật khó chơi, nhìn thấy người ở đây quá nhiều, bà ta vẫn không dám mạo hiểm. Người đừng gặp chuyện xấu gì, ca ca, mau dẫn hắn đi luyện dược sư công hội tìm thuốc giải. Long Vũ nước mắt dâng lên, nước mắt trong suốt liền lăn xuống. Nhìn thấy trong mắt Long Vũ hiện ra lệ quang. Trong lòng Tiêu Phàm xúc động một trận, có chút cảm động, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là cảm động mà thôi. Long Thần ở một bên hoàn toàn không nỡ nhìn nữa, tâm của muội muội đoán chừng đúng là đã rơi vào trên người Tiêu Phàm, đáng tiếc, nàng hữu tình, chàng vô ý. Tiêu Phàm đến vấn đề của Long Vũ còn có thể giải quyết, còn phải sợ Thiên Hương bà dùng độc sao. Khụ khụ, ta không sao. Nhìn thấy ánh mắt Long Thần, Tiêu Phàm cũng không có ý tiếp tục giả bộ. Dù sao Thiên Hương bà lão yêu bà kia cũng đứng yên tại chỗ. Ngươi, ngươi sao, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Long Vũ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, hỉ nộ ái ố hiện ra ngay trong một cái chớp mắt. Ai, cơ trí trước kia của cửu muội đi đâu rồi? Trong lòng Long Thần khe khẽ thở dài,
Nếu như Tiêu Phàm có chút ý tứ đối với Long Vũ, hắn cũng không cảm thấy sao, mấu chốt là trong lòng Tiêu Phàm không hề có Long Vũ. Điểm này ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có bản thân Long Vũ là không biết. Tiêu Phàm, người tại sao lại không trúng độc? Trên bầu trời, Thiên Hương bà bà kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, đây chính là độc dược thất phẩm đỉnh phong, vậy mà Tiêu Phàm điềm nhiên như không có việc gì. Người nói vọng đoạn thu tràng lộ kia sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, chỉ cần hắn có thể phát hiện độc dược đủ sớm, hắn sẽ thật không để vài mắt. Ngay lúc U Linh chiến hồn luyện hóa độc dược kia, Tiêu Phàm liền biết rõ tên độc dược. Ngươi làm sao biết là vọng đoạn thu tràng lộ? Thiên Hương bà càng thêm chấn kinh, chính nàng cũng không có khả năng trong nháy mắt phân biệt ra được tên của độc dược thất phẩm. Bởi vì ta cũng là luyện dược sư. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Đối với luyện dược chi thuật cùng y thuật, Tiêu Phàm tự tin đối với thực lực bản thân. Tiêu Phàm, người rốt cục thừa nhận, người chính là Huyền Hoàng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, vô số bó đuốc thắp sáng trời cao. Bầu trời đêm lập tức sáng tỏ như ban ngày, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, lít nha lít nhít thanh âm thoáng hiện, vây chật mảnh bầu trời đêm này như nêm cối. Hoa Thiên Bảo, Long Thần cùng Long Vũ lập tức khẩn trương lên, sát cơ lộ ra. Mối thù diệt tộc, thù giết cha, đã đủ khiến hai người diệt sát Hoa Thiên Bảo vô số lần. Đáng tiếc Hoa Thiên Bảo có thực lực chiến đế cảnh. Có thể liên thủ với Lôi Vân giết chết phụ đế bọn hắn, Hoa Thiên Bảo đoán chừng không kém gì chiến đế trung kỳ, dù là Long Thần liên thủ với Long Vũ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hai người cũng không nghĩ đến Hoa Thiên Bảo lại đến nhanh như vậy, chẳng lẽ trước đó hắn vẫn âm thầm theo dõi bọn họ sao? Tiêu Phàm, người chính là Huyền Hoàng, có phải không? Hoa Thiên Bảo mặc một thân long bào, cũng có mấy phần khí chất thượng vị giả. Quan trọng lắm sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trước đó hắn còn nhìn không ra tu vi Hoa Thiên Bảo, cho dù gia chủ đại gia tộc Đại Ly Đế Triều cũng chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ được hồn lực ba động trên người Hoa Thiên Bảo, tuyệt đối không thua chiến đế trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Đến Tiêu Phàm còn không thể không thừa nhận, Hoa Thiên Bảo ẩn tàng rất sâu. Nếu như Đại Long Đế chủ biết Hoa Thiên Bảo là chiến đế trung kỳ, đoán chừng đã sớm bắt đầu ứng phó hắn, căn bản sẽ không để cho hắn có cơ hội làm phản. Có điều cũng đúng như Tiêu Phàm nói, hắn có phải Huyền Hoàng không, căn bản không quan trọng, dù sao Hoa Thiên Bảo cũng muốn giết hắn. Đúng vậy, có phải hay không cũng đã không quan trọng. Nhi tử chấm vì ngươi mà chết, huynh đệ chấm cũng vì ngươi mà chết, Hoa gia hơn 100 chiến hoàng, tất cả đều vì ngươi mà chết. Ngươi nói ngươi có đáng chết không? Hoa Thiên Bảo cười gằn nói, lời nói có khí phách, nói giống như Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt Thiên Hương bà lộ ra nụ cười lạnh lùng, tựa như tất cả những thứ này sớm đã trong dự kiến của bà ta. Lúc phi độ chiến thuyền của Chiến Hồn Học Viện đến Long Hoàng Đế Đô, bà ta liền đã phái người thông báo cho Hoa Thiên Bảo cùng Lôi Hải. Chỉ là Lôi Hải không có đầu óc như Hoa Thiên Bảo, cho nên chết càng nhanh. Hoa Thiên Bảo lại thừa dịp hồn lực Tiêu Phàm đã tiêu hao, lúc này mới xuất hiện. Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cau mày một cái, bốn người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đây là đợt thứ mấy? Kẻ thù của hắn sao lại nhiều như vậy, thật đúng là làn sóng trước chưa yên, sóng sau lại nổi lên. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Tiêu Phàm rốt cục là đến Long Hoàng Đế Đô lúc nào, hơn nữa còn hoàn toàn đắc tội Đại Long Chiến Hồn Học Viện. Hoa gia cùng Cửu Tiêu Thương Hội Lôi gia như vậy. Lôi gia trừ Long gia cùng Hoa gia cũng là gia tộc cự phách của Đại Long Đế Triều. Chỉ là Lôi gia có chút đặc thù, không dám nhúng tay vào sự tình của Đại Long Đế Triều, cho nên mới có thể nhường Hoa gia diệt Long gia, dạng này, Đại Long Đế Triều liền rơi vào trong tay Lôi gia. Nếu như Kiếm Hoàng biết rõ, tam đại gia tộc Đại Long Đế Triều đều từng bị Tiêu Phàm đắc tội một lần, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Có điều Long gia hủy diệt, hơn nữa bởi vì sự tình Long Vũ cùng Long Tiêu, xích mích của bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng biến mất. Con trai của ngươi hoành hành không sợ ai, nếu như thực lực ta yếu, sớm đã chết, cho nên ta không cảm thấy giết chết hắn có gì sai. Trong mắt ta, hắn vốn đáng chết, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh, trong mắt lóe lên một loại hờ hững. Ngoài ra, đệ đệ ngươi Hoa Thiên Minh truy sát ta mấy lần, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cuối cùng lúc ta rời đi,
còn truy sát ta. Ta giết hắn, cũng không hối hận. Về phần hơn 100 chiến hoàng cảnh hoa gia ngươi chết, chỉ có thể trách bọn hắn quá ngu. Bọn hắn hình như là bị Diêm La Phủ giết chết, ta chỉ ở một bên xem kịch mà thôi, liên quan rắm gì tới ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng chuyện không liên quan đến ta. Đối mặt Hoa Thiên Bảo, hắn căn bản không có bất kỳ e ngại nào. Ngươi, Hoa Thiên Bảo không nghĩ tới Tiêu Phàm đem tất cả sự tình đều rũ bỏ không còn một mảnh, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, điều này khiến hắn làm sao không giận. Sau đó lại quát ầm lên, vậy bảo khố hoa gia ta, cũng là bị ngươi và Long Vũ trộm, có phải không? Cái gì, ngươi trộm bảo khố hoa gia? Nghe được lời Hoa Thiên Bảo nói, Long Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng vô cùng không hiểu, bản thân lúc nào trở thành đồng bọn của Tiêu Phàm, mấu chốt là nàng cái gì cũng không biết. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, thậm chí ngay cả bảo khố hoa gia cũng dám trộm. Đám người không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm làm thế nào trộm được bảo khố hoa gia. Xung quanh bảo khố khẳng định có cường giả thủ hộ, Tiêu Phàm thế nào mà xuyên qua được thủ hộ trùng điệp chứ? Đừng giả vờ giả vịt, nếu như không phải ngươi cùng Tiêu Phàm liên thủ giết nhi tử chấm, trộm đi bảo khố hoa gia, Long gia ngươi cũng sẽ không sắp bị diệt tộc như thế này. Hoa Thiên Bảo lạnh lùng nhìn Long Vũ nói. Việc cùng ngày hôm ấy Long Vũ đi tới Hoa Phủ đem Tiêu Phàm đi, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bảo khố hoa gia coi như ta trộm, cũng chỉ là tiền tổn thất tinh thần của ta mà thôi. Ngay trước mắt bị ta trộm đi còn có thể trách ai? Chỉ có thể nói, hoa gia các ngươi đều là đồ phế vật. Tiêu Phàm cười nói, không có phản bác. Hoa Thiên Bảo đã nhận ra thân phận hắn, phản bác cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thừa nhận, khiến Thiên Bảo tức chết đi. Tốt, tốt, ngươi thừa nhận thì tốt, ngươi sẽ biết kết quả của việc chống đối lại chấm. Trên mặt Hoa Thiên Bảo lộ ra vẻ dữ tợn, việc đã đến nước này, tiểu tử này còn dám vũ nhục hắn, Hoa Thiên Bảo làm sao có thể chịu đựng. Ta cũng vừa vặn muốn giải quyết tất cả ân oán mới có thể thanh thản rời đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ vào Hoa Thiên Bảo lạnh như băng nói, muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lời nói của Tiêu Phàm vang vọng thật lâu trong trời đêm. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không tin đây là một chiến hoàng cảnh nói chuyện với một cường giả chiến đế. Nhưng mà hiện tại, vô số lỗ tai chính tai nghe được. Cuồng, vô cùng cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng sớm đã quen, một đường của Tiêu Phàm, có lúc nào chịu uất ức qua. Đây mới là khí thế tu sĩ chúng ta nên có, muốn chiến liền chiến, nào cần nói nhảm nhiều như vậy. Đêm lạnh như nước, gió nhẹ lướt qua, mang theo vài phần lạnh ý thấu xương, sát ý lạnh lùng tại hư không lặng lẽ tràn ngập ra, trải rộng đến từng góc. Hy vọng một lúc nữa ngươi còn có tự tin này. Hoa Thiên Bảo nhe răng trợn mắt, hận không thể rút gân lột ra Tiêu Phàm, ăn sống hắn. Vậy sao, Tiêu Phàm mặt coi thường, còn người lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía nói, đều đi ra đi, trốn tránh cũng không có ý nghĩa. Nghe vậy. Sắc mặt bốn người Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng khẽ trầm xuống một cái, chẳng lẽ âm thầm còn có người? Nếu như chỉ là Hoa Thiên Bảo, Thiên Hương bà hai cường giả chiến đế, bọn hắn căn bản không sợ hãi, tu sĩ chiến hoàng cảnh khác đối với bọn hắn mà nói, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà nếu như âm thầm còn có người, vậy sẽ không giống nhau, có thể làm cho bọn hắn phát hiện không ra, khẳng định cũng là cường giả chiến đế. Hơn nữa bản lĩnh ẩn tàng khí tức rất mạnh. Giết người cần nhiều người đến vậy sao? Có điều nếu bị phát hiện rồi, vậy liền ra đi. Hoa Thiên Bảo cũng kinh hãi thực lực Tiêu Phàm. Nếu như không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến hoàng cảnh, dù sao hồn lực khí tức một người không có khả năng tùy tiện thay đổi. Hô hô, hai đạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Hoa Thiên Bảo. Đó là hai lão giả chiến đế cảnh, xem như tồn tại vì nội tình hoa gia. Thế nào, còn muốn ta mời các ngươi đi ra à? Tiêu Phàm lại bất phi sở động, con người bỗng nhiên nhìn chằm chằm bầu trời đêm phương xa thâm thúy, con người đen kịt kia tựa như nhìn thấu tất cả. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó lại có ba thân ảnh đi tới, cầm đầu là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi,
một thân chiến bào màu vàng óng, dưới ánh lửa chiếu rọi vô cùng chói mắt. Dáng người khôi ngô, đứng ở đó khiến người ta một cảm giác áp bách cực lớn. Lôi gia gia chủ, Lôi Vũ. Hỏa Hoàng nhận ra người này, sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏa Hoàng tiền bối, người biết người này. Lâu Ngạo Thiên cau mày, khí tức trên người Lôi Vũ cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cùng một niên đại với ta, sớm tại 23 năm về trước đã đột phá đến chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng đã là chiến đế trung hậu kỳ. Hỏa Hoàng gật đầu, truyền âm cho mấy người nói. Hẳn là chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm vô cùng khẳng định nói, sợ không mà trước đó hắn giết chết, trên người phát ra hồn lực khí tức cũng không kém nhiều. Chiến hoàng cảnh nho nhỏ, thật đúng là không coi ai ra gì, không biết đạo lý cây cao chịu gió lớn sao. Con người Lôi Vũ lạnh lẽo đảo qua Tiêu Phàm. Một cỗ ý chí tràn đầy uy áp xông thẳng đến Tiêu Phàm, đáng tiếc, Tiêu Phàm đứng ở đó không hề bận tâm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là đám người kiếm hoàng chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chiến đế cảnh hậu kỳ, cho dù là ý chí uy áp cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Có điều hồn lực trên người mấy người lưu chuyển, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mấy người đều là hạng người ngút trời, làm sao để một cỗ ý chí uy áp áp bách. Mấy người dương cung bạt kiếm, đã chuẩn bị tốt sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà Tiêu Phàm lại lách mình xuất hiện ở trước đám người, nói kiếm hoàng tiền bối, hỏa hoàng tiền bối, lâu huynh, sở huynh, còn có long thần, long vũ, các ngươi lui ra phía sau đi, người bọn hắn muốn giết là ta. Tiêu Phàm, ngươi. Long Vũ là người đầu tiên không nguyện ý, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Long thần, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, căn bản không có chút gì do dự. Long thần là vì Long Vũ, nhưng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng lại là không muốn Tiêu Phàm chết. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng càng không cần nghĩ, đối phương muốn giết là người Chiến Hồn Học Viện Đại Ly, hai người hộ tống đám học viên, làm sao có thể để Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn biết lần này Kiếm Hoàng bọn hắn cũng không tin tưởng mình, nếu như đã tham dự, vậy cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm, ngươi cũng tự biết không địch lại, còn không quỳ xuống tự sát, chấm cao hứng có lẽ sẽ để ngươi toàn thây. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm khuyên lui đám người, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Hoa Thiên Bảo tức giận sắc mặt tái nhợt, Tiêu Phàm chỉ Lôi Vũ nói, hắn, còn cả ngươi, còn có lão phù bà kia, còn có bốn người bọn họ, cũng chỉ bảy người mà thôi, ta sợ giết hết các ngươi, Đại Long Đế Triều liền hoàn toàn không còn chiến đế. Ta sợ giết hết các ngươi, Đại Long Đế Triều liền hoàn toàn không còn chiến đế. Lời này của Tiêu Phàm, thật đúng là quá phách lối, cuồng vọng. Đây là tự tin cỡ nào, nhất định chính là trần trụi coi thường. Ngươi tự tìm cái chết, Lôi Vũ gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Tiêu Phàm. Vốn dĩ hắn còn muốn thăm dò một chút xem Tiêu Phàm có bao nhiêu cân lược, nếu đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu, vậy liền dứt khoát ra tay giết hắn. Cái chết của Lôi Hải, hắn vừa rồi thấy hết, cho nên hắn vừa ra tay chính là một kích tất sát, trưởng cương to lớn quét ngang Tiêu Phàm. Vậy liền giết cho thoải mái đi, rất lâu không được giết người thoải mái như vậy. Tiêu Phàm lưu lại một câu, không tránh không lùi, hồn lực cuồn cuộn tụ tập tại trên nắm đấm, một quyền giận oanh ra. Long thần, Long Vũ, các ngươi đáng chết. Phía trên không trung, Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về hướng Long thần, Long Vũ. Long thần, Long Vũ nhìn nhau, sau đó cùng xông đi lên. Hai người sớm đã muốn báo thù, bây giờ có cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Có bọn Tiêu Phàm xuất thủ, dù sao cũng mạnh hơn so với hai người xông vào đế cung giết người. Đương nhiên, kẻ địch bọn hắn đối mặt cũng không phải một hoa gia có thể so sánh. Nội tình Lôi gia, đến cả Long gia đều muốn kiêng kỵ. Oanh, một cỗ hồn lực phong bạo to lớn phóng tới tứ phía, một trường bá đạo của Tiêu Phàm cùng Lôi Vũ đâm vào cùng một chỗ, lực lôi điện bắn ra bốn phía. Lôi gia, vậy mà đều lĩnh ngộ ý chí lôi điện. Đây không phải đặc tính chiến tộc huyết mạch à, chẳng lẽ Lôi gia đã từng thuộc về chiến tộc? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi. Thân hình hắn rút lui mấy bước, luận lực lượng, hắn còn không phải đối thủ của Lôi Vũ. Giết bọn hắn. Lôi Vũ quát một tiếng như sấm, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại có thể cùng hắn chính diện liều mạng. Hắn vội vàng thu hồi sự khinh miệt.
có thể giết chết Lôi Hải, kẻ này không phải chỉ dựa vào may mắn, mà là chân chính thực lực của hắn, nếu như lần này không giết hắn, lần sau sẽ rất khó. Một khi hắn từ Vô Song Thánh Thành trở về, đối với Lôi gia mà nói sẽ là một kiếp nạn to lớn. Giết bọn hắn, ngay lúc đó, Hoa Thiên Bảo cũng là gầm lên một tiếng. Giết, giết, Hoa gia, Lôi gia bốn chiến đế cảnh, xuất lĩnh chung quanh trên trăm chiến hoàng cảnh cùng đánh thẳng hướng bọn kiếm hoàng. Bóng người lít nha lít nhít chớp động, chiến kỹ quang mang lộng lẫy chói mắt bao phủ hư không. Vậy liền giết đi, Hỏa Hoàng lạnh lùng nói ra một câu, tính tình trước giờ đều không để người khác đè lên đánh, làm sao chịu đựng được uất ức này. Dù nơi này là Long Hoàng đế đô thì đã sao? Bên ngoài bầu trời đêm chiến hồn học viện, loạn cả một đoàn, gần như oanh động cả Long Hoàng đế đô. Tu sĩ gần đó lần lượt đạp không mà lên, xuất hiện ở trên không trung, nhìn về phương xa. Trên một đường phố phồn hoa, bàn tử mấy người đang đi dạo, đột nhiên cũng bị tiếng oanh minh nơi xa thu hút, mấy người cũng bay lên không trung, nhìn lại về nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử nhíu mày nói. Nhị ca, chỗ đó hình như là nơi chúng ta ở. Quan Tiểu Thất nói. Nơi chúng ta ở, vậy còn không mau trở về. Bàn tử đập ót Quan Tiểu Thất một cái, liền biến thành một vệt sáng bắn nhanh đi. Tam ca, Quan Tiểu Thất cũng lấy lại tinh thần, lại phát hiện, Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Sở Phiền sớm đã không thấy thân ảnh đâu, hắn tất nhiên cũng không dám do dự. Trên không trung, Tiêu Phàm bị chấn lui lại mãi. Lực lượng của Lôi Vũ so với Sở Không mà nói, còn cường đại hơn rất nhiều, lại cộng thêm hắn vốn dĩ lĩnh ngộ ý chí lôi điện, tốc độ cũng không yếu bao nhiêu. Luận thực lực chân chính, Lôi Vũ so với Sở Không, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm hiểu rõ, dù tu sĩ có cùng cấp, nhưng thực lực hai người chênh lệch cũng có thể rất lớn, tựa như hắn cùng với Chiến Hoàng đỉnh phong bình thường. Lôi Vũ trong những người cùng cấp, tuyệt đối được coi là cấp bậc thiên tài. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy thi triển Tu La Thần Dực, bằng không mà nói, tốc độ của hắn căn bản không thua Lôi Vũ. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào kiếm bộ vừa mới lĩnh ngộ, cùng lưu quang trích tinh bộ tránh thoát công kích của Lôi Vũ. Chỉ biết chạy trốn thôi sao? Lôi Vũ càng đánh càng điên cuồng, lôi điện xen lẫn toàn thân, giống như lôi thần giáng thế, bá đạo phi phàm. Ý chí lôi điện thật đúng là quá bá đạo, dù là lão nhị lĩnh ngộ lôi điện cũng chưa chắc có thể liều mạng với hắn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sát phạt chi kiếm, Tiêu Phàm quát nhẹ, ngẫu nhiên đánh trả một kiếm, có điều tốc độ Lôi Vũ rất nhanh, trong nháy mắt liền có thể tránh thoát đi. Đây là lần đầu tiên tốc độ của Tiêu Phàm trên phương diện công kích lại đuổi không kịp tốc độ đối thủ né tránh. Hắn không thể không thừa nhận, Lôi Vũ là đối thủ mạnh nhất trong con đường tu luyện hắn gặp từ trước tới nay. Lôi Trảm. Lôi Vũ gầm một tiếng điên cuồng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi đại đao bạch sắc, đại đao đan xen bạch sắc đao mang, bốn phía lôi điện giống như từng con cự xà xuyên loạn tại hư không. Lôi điện xé tan tất cả, sau đó chậm rãi ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành một chuôi lôi điện chi nhận to lớn. Lôi điện chi nhận vũ động theo trường đao trong tay Lôi Vũ, bỗng nhiên chạm xuống. Tất cả những thứ này phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà cũng không nghĩ thực lực Lôi Vũ vậy mà trong nháy mắt tăng lên một cấp độ, lôi điện trong nháy mắt liền tới. Hắn không chút do dự chân đạp lưu quang trích tinh bộ, thân ảnh không ngừng biến hóa tại hư không. Nhưng mà lôi đao kia tựa như khóa chặt hắn, nó lại chuyển ngoặt phương hướng, lần nữa đánh về phía hắn. Kiếm chi luật động, sát phạt chi kiếm, sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, liên tiếp thi triển hai kiếm, chuôi lôi đao này bỗng nhiên nổ tung. Có điều, Lôi Vũ cũng đã đi tới gần sát hắn, trong mắt xuất hiện nét cười, trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống. Chết, gầm lên giận dữ, trường đao thoáng cái đi tới trước người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không chút do dự triệu hồi ra U Linh chiến hồn hộ thể. Điều động hồn lực cuồn cuộn bên trong hồn hải, sau đó lại lấy ra đồ lục đao, cùng Tu La kiếm đan chéo cùng nhau hướng về không trung chạm xuống. Bang, thanh âm kim loại bén nhọn cọ vào nhau, đinh tai nhức óc, rất nhiều tu sĩ cách đó không xa chỉ cảm thấy đau màng nhĩ, sau đó máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra, kinh mạch trong cơ thể toàn bộ nổ tung. Thanh âm này không phải thanh âm bình thường, mà còn ẩn chứa hai loại ý chí công sát,
người bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm mặc dù ngăn trở một kích lôi vũ, nhưng mà thân hình hắn lại cấp tốc rút lui, lực lượng đối phương rõ ràng mạnh hơn so với hắn. Chênh lệch một đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới, đây chính là một cái hào rộng không thể vượt qua. Lần trước sở dĩ có thể chém giết Sở Không cũng là do có chút may mắn, hơn nữa còn thi triển ra Tu La Thần Dực, tốc độ khiến Sở Không không bắt kịp. Nhưng mà Tiêu Phàm biết dù thi triển Tu La Thần Dực, cũng chưa chắc có thể giết chết được Lôi Vũ. Thực lực Lôi Vũ mạnh hơn Sở Không quá nhiều. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, hồn lực khí tức cùng trong cảnh giới có lẽ giống nhau, nhưng mà chân chính chiến đấu lại là một chuyện khác. Liệt Dương, cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ ở phía xa vang lên, ngay sau đó, một đạo quang mang chói mắt chớp nhấp nháy mà ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm giống như ban ngày. Ân, con người Lôi Vũ hơi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác bản thân thật giống như bị một con độc xà tiếp cận, đại đao trong tay dùng sức vung lên, Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực đụng bay, đập xuống mặt đất. Bang, gần như đồng thời, trường đao Lôi Vũ bị chặn lại, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một mũi tên bắn vào khía cạnh trường đao, hỏa tinh bay vụt, ngay sau đó đường vân lít nha lít nhít tràn ngập mở ra. Ầm một tiếng, trường đao nổ tung, ánh mắt Lôi Vũ lộ ra vẻ khó tin. Tốc độ cùng lực lượng một tiễn này thật đúng là quá khủng bố. Nếu như bị bắn trúng, dù hắn là chiến đế hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Lôi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt cười cười đang nhìn hắn, trong mắt đều là nét cười nghiền ngẫm. Dưới chân hắn, một liệp ưng hắc sắc chớp động đôi cánh, con người u sâm cũng đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngoài quan Tiểu Thất cùng Tiểu Minh kịp thời chạy tới còn có thể là ai? Cũng chỉ có tiễn của Tiểu Thất mới có uy lực đáng sợ như thế. Hô, Lôi Vũ không chút do dự bỏ qua Tiêu Phàm, lần nữa lấy ra một chuôi trường đao đánh về quan Tiểu Thất. Hắn thấy, tiểu tử quan Tiểu Thất này đánh lén mình, một khi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, uy hiếp lớn hơn so với Tiêu Phàm rất nhiều. Cũng cách nơi này mấy trượng, đột nhiên một vệt hoàng kim chiến kích quét ngang tới, hư không ô ô rung động, một cỗ khí lãng cuồng bá đang lăn lộn gào thét. Giống như một dã thú hồng hoang đang thét gào. Tốc độ kia nhanh như sét, vậy mà hoàn toàn không yếu hơn hắn bao nhiêu. Bôn Lôi, Lôi Vũ dù sao cũng là cường giả chiến đế hậu kỳ, phản ứng cực nhanh, hồn lực cuồn cuộn chút vào trong trường đao, lôi điện xen lẫn, hai tay cầm trường đao che cản trước người. Trùng kích đáng sợ, chấn động đến mức toàn thân Lôi Vũ run rẩy dữ dội, trường đao trong tay nổ tung, vô số mảnh vụn bay tứ tung. Như là một lợi kiếm xé ra thân thể hắn, máu tươi chảy ra, máu tươi trong miệng cuồng phún. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác giống như bị một tảng sao trời đập trúng. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lúc lui ra phía sau đã tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, đoán chừng lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị hao tổn. Ai, Lôi Vũ gầm thét, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó phẫn nộ nhìn về phía bên, một thân ảnh khôi ngô cường tráng rơi vào tầm mắt hắn. Đó là một người mặc chiến bào màu vàng óng mập mạp, cũng khoảng chừng 20 tuổi, chiến hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng mà khí tức phát ra trên người hắn lại khiến Lôi Vũ cũng hãi hùng khiếp vía. Nhất là lôi điện chi lực trên người đối phương, so với lôi điện ý chí hắn lĩnh ngộ đều cuồng bạo gấp bội. Ngươi dám động đến huynh đệ của ta, chiến kích bàn tử quét ngang, sát khí cuồn cuộn bộc phát ra, giống như tuyệt thế hồng lưu, phát ra tiếng hét lớn đáng sợ. Cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người bàn tử, Lôi Vũ run sợ một trận. Vừa rồi Tiêu Phàm kia đã đủ đáng sợ, làm sao bàn tử này cảm giác còn đáng sợ hơn cả Tiêu Phàm. Sát khí phát ra trên người hắn vô cùng khủng bố, nhất định chính là một hung thú hình người. Ha ha, nhị ca uy vũ. Quan Tiểu Thất cười ha ha, hắn cũng bị công kích bá đạo của bàn tử chấn kinh, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đương nhiên. Quan Tiểu Thất không biết bàn tử vừa rồi một kích đánh bay một chiến đế cảnh hậu kỳ, bằng không hắn sẽ không bình tĩnh như thế. Người giết huynh đệ ta, người biết có kết cục gì không? Bàn tử đi từng bước về hướng Lôi Vũ, khí tức trên người lay động, đến hư không đều có chút phát run. Giống, đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ từ mặt đất truyền đến, chỉ thấy một hoàng kim sư tử to lớn chở một thân ảnh mà tới, hoàng kim sư tử dĩ nhiên chính là Tiểu Kim. Mà ở trên lưng nó, lại là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa rồi mặc dù bị đánh bay, nhưng mà thân thể cũng chưa bị thương, huống chi còn có Tiểu Kim kịp thời chạy tới,
làm hóa giải bớt lực lượng của cú đánh. Lão nhị, hay là giao cho ta cùng Tiểu Kim đi. Tiêu Phàm mở miệng nói, hai chiến đế cảnh lôi ra, liền giao cho ngươi. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, Lôi Vũ sầm mặt lại, nhưng trong lòng thì mừng thầm, vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn đã đại khái biết rõ ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Hơn nữa sư tử con kia, xem kích cỡ có vẻ như thực lực cũng không là gì, căn bản không có gì phải kiêng dè. Bàn tử liếc nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng gật đầu nói, cẩn thận một chút. Yên tâm, chiến đế hậu kỳ cũng không phải ta chưa từng giết. Tiêu Phàm vô cùng tự tin nói, không phải Tiêu Phàm tự phụ nhưng hắn một mình cũng có thể chiến đấu với Lôi Vũ. Bây giờ lại có thêm Tiểu Kim, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không để Lôi Vũ vào mắt. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết Tiểu Kim trong thời gian hơn nửa năm đó, rốt cuộc đạt đến cấp độ nào. Con người Lôi Vũ run lên bần bật, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự từng giết chết chiến đế hậu kỳ hay sao? Tiểu tử, thực lực ngươi là gì? Vừa rồi ta đã nhìn ra ranh giới cuối cùng của ngươi rồi, ngươi muốn giết ta. Lôi Vũ rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, trường đao hướng lên trời, sát cơ bắn ra bốn phía. Lôi Long Thiên Trảm, thân hình Lôi Vũ vừa nhảy, lập tức một cỗ uy thế như đến từ man hoang được thả ra, cực kỳ đáng sợ. Giữa trường đao hắn gào thét lên lôi điện chi lực, một kích này so với vừa rồi còn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm trộm nghe tiếng long ngâm, hư không đều rung động, thân hình hắn lóe lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lôi Vũ, trầm giọng nói Tiểu Kim, cẩn thận. Giống, nhưng mà Tiểu Kim căn bản không để ý, ngửa mặt lên trời hô, một cỗ uy thế đáng sợ từ trong miệng nó phát ra, có thể nhìn thấy sóng âm khí lãng quay cuồng. Trong chớp mắt, âm ba gầm thét công kích cùng lôi điện chi lực đâm vào cùng một chỗ, hư không dường như muốn vỡ ra, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm si ngốc nhìn phía xa, chỉ thấy lôi long đầy trời kia ầm vang nổ tung, đao thế phá toái, áo bào toàn thân Lôi Vũ cũng bị rách vụn không ít, bộ mặt hắn có chút vặn vẹo. Hơn nữa, phàm là tu sĩ chiến hoàng cảnh ở trong sóng âm trùng kích của Tiểu Kim đều đồng loạt nổ tung, hóa thành màn mưa máu che kín hư không, rất nhiều người đến kêu thảm cũng không kịp, liền đã bỏ mạng. Âm thanh sát phạt thật biến thái. Tiêu Phàm ực ực nuốt nước miếng, hắn tưởng là thực lực Tiểu Kim nhiều nhất cũng chỉ là thất giai đỉnh phong, dù lợi hại thế nào cũng chỉ có hạn. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, một đạo âm ba công kích của Tiểu Kim liền quát lui một kích bá đạo của Lôi Vũ, đến bản thân hắn cũng chẳng làm được. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, Tiểu Kim từ sau khi được một ít truyền thừa ở Nguyệt Thần Cung, đến hắn cũng nhìn không thấu. Lôi Vũ có loại xúc động thổ huyết, trước đó cùng Tiêu Phàm chiến đấu rằng co không xong cũng liền thôi, về sau lại bị một kích của bàn tử đánh bay, xương cốt nứt tận mấy cái, máu tươi cũng nôn ra không ít. Điều này cũng thôi, nhưng mà bây giờ lại bị một con sư tử nhìn qua không thể bình thường hơn gầm chấn động đến khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng suýt chút vỡ ra. Bản thân dù sao cũng đường đường là chiến đế hậu kỳ, sao hôm nay lại toàn gặp chuyện không thuận, khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Nếu như hắn biết, Tiêu Phàm nếu toàn lực công kích, có lẽ so với bản tử cùng Tiểu Kim còn kinh khủng hơn, không biết hắn có cảm thấy may mắn không? Nghiệt xúc, người tự tìm cái chết. Lôi Vũ hoàn toàn nổi giận, bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn kim sắc, đó là một quái vật thân thể như giao long, nhưng lại mọc ra hai cánh kim sắc. Có điều, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tên quái vật kia, nếu đúng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm liền ngưng trọng tới cực điểm. Bát phẩm chiến hồn phi vũ kim giao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chuôi sát phạt chi kiếm hắc sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác khí thế Lôi Vũ lại cường đại gấp bội. Hắn rốt cục hiểu rõ, chiến đế cảnh hậu kỳ đến cùng khủng bố cỡ nào. Trước đó có thể chém giết chiến đế cảnh hậu kỳ sở không, có lẽ vận khí chiếm đa phần. Lôi Long chi vũ. Lôi Vũ tức giận, bát phẩm chiến hồn phi vũ kim giao cùng hắn hòa làm một thể, vô số lôi điện hóa thành từng đầu kim sắc cự long từ bốn phương tám hướng phóng tới Tiêu Phàm. Tam trọng lôi điện ý chí. Công kích chưa tới, một cỗ trùng kích to lớn liền hướng về Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đánh tới. Giết! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, tu la kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm khí gợn sóng dập dần ra. Kiếm khí ngày càng nhiều, xung quanh mấy trăm trượng rất nhiều tu sĩ bị dọa đến vội vàng thối lui về sau. Trong chớp mắt,
kiếm khí liền biến thành một mảnh kiếm khí hải bao quanh Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Lôi Vũ. Gần như đồng thời, Tiểu Kim phun ra một vùng biển lửa kim sắc, hỏa diễm tràn ngập hư không. Thân thể Tiểu Kim đột nhiên biến hóa, vốn dĩ thân thể chỉ cao một trượng, đột nhiên biến thành vài chục trượng, uy vũ, bá khí. Bộ lông màu vàng óng lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như hỏa diễm bùng cháy, chân nó đạp hỏa vân, tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi. Hai bên nó sinh ra hai cánh, giống như hai thanh thiên đao, sắc bén lăng lệ. Hoàng, Hoàng Kim Thánh Sư, bờ môi Lôi Vũ có chút phát run, cửu giai huyết mạch Hoàng Kim Thánh Sư, bằng vào khí thế kia đã tới gần vô hạn bát giai, bản thân có thể là đối thủ của nó sao? Hồn thú có thực lực bình thường đều mạnh hơn so với nhân loại cùng cấp. Tương tự, hồn thú bát giai sơ kỳ, cần chiến đế trung kỳ mới có thể thắng được, lại càng không cần phải nói tới hồn thú nắm giữ cửu giai huyết mạch. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Vũ rung động, có điều Tiểu Kim không cho hắn cơ hội gì, hai cánh quét qua, hư không lập tức xuất hiện một mảnh vòi rồng, vô số kiếm khí xoay tròn vây quanh vòi rồng. Những hồn lực biến thành phi vũ kim giao đồng loạt vỡ nát, Tiểu Kim, Tiêu Phàm cùng Lôi Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở trong vòi rồng, thế giới bên ngoài hoàn toàn bắt biết gì ở trong nơi này. Toàn thân Tiêu Phàm cũng tách ra hỏa diễm kim sắc cuồn cuộn, vô tận chiến hồn thi triển, lực lượng hắn tăng vọt gấp bội. Ngay sau đó, Tu La Thần Dực xuất hiện, lắc mình một cái, Tiêu Phàm cũng đã xuất hiện ở bên người Lôi Vũ, giờ phút này Tiêu Phàm cũng không cần giữ lại chút nào. Tàn dương huyết, một tiếng khẽ quát, một vòng tà dương huyết sắc tại hư không hiện ra, trong nháy mắt bao phủ Lôi Vũ vào trong đó. Lôi Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc quay người rút đi, một cái móng vuốt to lớn đập trên người hắn. Nếu như không trốn tránh kịp thời, dù hắn là chiến đế cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng phải nổ tung. Lôi Vũ nhìn một người một thú phía trước, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Bà mẹ, đây là quái vật gì, hồn thú có thể biến thân thì thôi, người này tại sao lại cũng có thể biến thân? Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, trong lòng Lôi Vũ dâng lên cảm giác sợ hãi, thậm chí suy nghĩ thứ nhất trong đầu chính là chạy khỏi nơi đây. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thi triển ra Tu La Thần Dực, Tiểu Kim cũng đồng dạng biến ảo ra bản thể, làm sao có thể tùy tiện buông tha cho hắn. Sát phạt chi kiếm, trong miệng Tiêu Phàm thốt ra một đạo thanh âm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, gió nổi lên tận trời, theo một đạo kiếm mang lóe qua, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ. Kiếm khí vô hình, phá toái hư không, ám sát về hướng Lôi Vũ. Con người Lôi Vũ bỗng nhiên co rụt lại, thật nhanh, đây thực sự là một tu sĩ chiến hoàng cảnh sao. Hơn nữa, hắn từ trong một kiếm của Tiêu Phàm, cảm ứng được một loại ý chí đáng sợ tồn tại. Khát máu, giết chóc, cuồng chiến, những từ ngữ này đều không thể miêu tả hết loại ý chí kia. Lôi Vũ không chút do dự gầm thét một tiếng, thế nhưng còn chưa xuất thủ, thanh âm hắn liền dừng lại, mi tâm vỡ ra, miệng đầy máu, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phốc, một đạo máu tươi từ mi tâm hắn bắn về phía hư không. Hắn không thể tin được, bản thân vậy mà thật sự chết ở trong tay một tu sĩ chiến hoàng cảnh. Ầm một tiếng, lại là một cái chảo lớn vỗ xuống, một kích của Tiểu Kim trực tiếp đánh hắn thành bột mịn, cái gì cũng không lưu lại. Không phải, nói cho đúng, hư không còn lưu lại một chiếc hồn giới, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, hồn giới kia rơi vào trong tay hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, mặc dù đây là lần đầu tiên phối hợp của hắn và Tiểu Kim sau khi hắn đạt chiến hoàng cảnh, nhưng lại chém được cường giả chiến đế hậu kỳ, thế này không tính là thất bại. Nếu như không có Tiểu Kim dọa phá Lôi Vũ, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thuận lợi chém giết Lôi Vũ như vậy. Lôi Vũ sợ mất mật, so với sợ không còn không bằng. Tiêu Phàm thu hồi Tu La Thần Dực, Tiểu Kim cũng trở về diện mạo thật sự, kim sắc hỏa diễm cùng kiếm khí bốn phía cũng chậm chậm tiêu tán, lộ ra thân hình hai người. Thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim không sao, mấy người hỏa hoàng cũng buông lỏng một hơi. Lôi Vũ đâu? Ngược lại là Hoa Thiên Bảo nơi xa nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ hét. Lôi Vũ, ở đây đâu đâu cũng có hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, chỉ Hoa Thiên Bảo nói, hiện tại đến lượt ngươi. Trên không trung, Thiên Hương bà vốn chuẩn bị xông lên, thấy cảnh này không khỏi rụt rụt cổ, dựa vào trên không của chiến hồn học viện. A đột nhiên, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên.
hai tu sĩ chiến đế sơ kỳ của Lôi gia cũng bị bàn tử, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bốn người liên thủ diệt sát. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng hai chiến đế cảnh Hoa gia. Về phần tu sĩ Hoa gia khác cùng một đám tướng sĩ Đại Long, bọn Tiêu Phàm căn bản sẽ không thèm nhìn. Trừ người Hoa gia còn muốn liều mạng với Tiêu Phàm gia, tướng sĩ Đại Long đã sợ hãi rụt rè, sẽ không thực liều mạng. Lần trước Hoa Thiên Bảo tiến đánh đế cung, bọn hắn không phải cũng thước vũ khí đầu hàng sao? Việc vương triều thay đổi, hoàng triều thay đổi luôn tấp nập phát sinh, rất nhiều tu sĩ sớm đã coi nhẹ tất cả, chỉ là lăn lộn kiếm một miếng cơm ăn, đâu cần thực sự liều mạng chứ. Có điều tu sĩ Hoa gia lại khác, nếu bọn hắn không liều mạng, Hoa gia sẽ bị diệt tộc, dù đối mặt là chiến đế cảnh, bọn hắn cũng phải nhắm mắt tiến tới. Lui, Hoa Thiên Bảo thấy đại thế lực đã bị giết, liền gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thối lui trên trăm trượng, hai chiến đế Hoa gia kia lại không có vận tốt như vậy. Hai người bị kiếm hoàng cùng hỏa hoàng áp chế, muốn chạy trốn mà không được. Bàn tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn rất nhanh lại gia nhập chiến trường. Mấy khắc sau, hai đại cường giả chiến đế sơ kỳ bị loạn kiếm chém giết. Hoa Thiên Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không thể làm gì, hắn nào nghĩ đến, Lôi Vũ còn không chịu nổi một kích, lại bị Tiêu Phàm cùng một hồn thú chém giết. Đây chính là chiến đế hậu kỳ, chính hắn cũng chỉ là chiến đế trung kỳ mà thôi, đâu là đối thủ của bọn Tiêu Phàm. Nếu như không phải hắn phía sau còn có toàn bộ Hoa gia, Hoa Thiên Bảo đoán chừng sớm đã co cẳng chạy, nào còn dám lưu lại chỗ này. Hoa Thiên Bảo, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Tiêu Phàm kéo cái kiếm hoa, Tu La kiếm trở tay cầm ở sau lưng, coi thường nhìn Hoa Thiên Bảo nói. Tiêu Phàm, người giết Lôi Vân trưởng lão, bây giờ lại diệt gia chủ Lôi gia Lôi Vũ, người sẽ không có kết cục tốt, Lôi gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Thiên Bảo cười gằn nói, tựa như chết cũng muốn kéo Tiêu Phàm theo. Lôi gia sao, con người Tiêu Phàm lạnh lẽo, bác lão từng nói, hắn không cần lo lắng nhiều như vậy, bất luận tới chỗ nào. Hắn đều không cần bó tay bó chân. Mặc dù không biết bác lão lấy lực lượng đâu ra, nhưng mà Tiêu Phàm cũng không muốn để cho bác lão thất vọng, huống chi, khoái ý ân cừu, đây cũng là bản tính của hắn. Ta có kết cục tốt hay không, ta không biết, hơn nữa ngươi cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng mà ta biết kết cục của ngươi sẽ không tốt lắm. Tiêu Phàm một mặt coi thường, lăng không dạo bước, đi về hướng Hoa Thiên Bảo. Ha ha! Chết ta cũng muốn kéo một người làm đệm lưng. Hoa Thiên Bảo tùy tiện cười lớn, bỗng nhiên, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ đến, lại giữ một thân ảnh nam tử đi đến. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần hai người thấy thế, lập tức cả kinh kêu lên. Long Vũ, Long Thần, các ngươi sẽ không muốn để Long Tiêu chết chứ? Hoa Thiên Bảo cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vậy thì giết Tiêu Phàm đi. Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, trong mắt phóng ra hai đạo lợi mang, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi, Long Vũ cùng Long Thần dầu dĩ một hồi, không nói bọn hắn có thể giết chết Tiêu Phàm không, cho dù có thể, bọn hắn cũng sẽ không ra tay với Tiêu Phàm. Nếu như dùng cái chết của Tiêu Phàm để đổi tính mệnh Long Tiêu, bọn hắn sẽ không đồng ý. Nghe thấy thế, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không chút do dự ngăn ở trước người Tiêu Phàm, coi thường nhìn Long Vũ cùng Long Thần. Tiêu Phàm, ngươi không phải cùng Long Vũ hại chết con trai của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu đại ca nàng? Nếu như ngươi tự sát, ta tha cho Long Tiêu, thế nào? Hoa Thiên Bảo lại nói, tựa như đạt được âm mưu. Con người Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo, không thể không nói, Hoa Thiên Bảo này thật đúng là hèn hạ vô sỉ, lại tham sống sợ chết. Khó trách hắn có thể bị Lôi ra điều khiển. Đáng tiếc, ngươi cũng quá xem thường Tiêu Phàm ta. Ha ha! Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, nụ cười trong nháy mắt phá vỡ không gian yên tĩnh. Ngươi cười cái gì? Hoa Thiên Bảo thần sắc cứng lại. Cười cái gì? Cười ngươi chính là một đồ ngu xuẩn, còn là Hoa gia gia chủ. Chỉ với hạng này như ngươi, cũng xứng làm Hoa gia gia chủ. Làm Đại Long đế chủ. Tiêu Phàm xì một ngụm nước bọt. Giọng nói vô cùng vì khinh thường. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, lần trước tại cổ địa bí cảnh, ta kém chút thì giết Long Tiêu sao? Ngươi dùng một mười mà ta muốn giết để uy hiếp ta.
Ngươi không cảm thấy ngươi chính là đang đùa sao? Vừa nói, Tiêu Phàm đi đến một bên Hoa Thiên Bảo. Mặc dù hắn không muốn để cho Long Tiêu chết, nhưng mà Long Tiêu còn không đủ để Tiêu Phàm hắn liều mình cứu giúp. Coi như thiếu nhân tình của Long Vũ, Tiêu Phàm trả lại Long Vũ là được, hắn căn bản không nợ Long Tiêu cái gì. Hoa Thiên Bảo vậy mà dùng Long Tiêu để uy hiếp bản thân, đây không phải buồn cười thì là cái gì? Ngươi, ngươi không phải có quan hệ gì với Long Vũ sao? Hoa Thiên Bảo không biết nói gì, hồi lâu mới nặn được một câu. Ngươi không tin đúng không? Đã như vậy, ngươi giết hắn là được. Tiêu Phàm bộ dáng không quan trọng, vận chuyển hồn lực trầm giọng quát, có gan ngươi giết hắn. Có gan ngươi giết hắn. Lời nói của Tiêu Phàm quanh quẩn tại hư không, thật lâu không dứt. Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt, một tay túm lấy Long Tiêu từ trong tay người khác, trường kiếm đặt lên trên cổ Long Tiêu, bất cứ lúc nào đều có thể giết chết Long Tiêu. Tiêu Phàm, ngươi, Long Vũ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chọc giận Hoa Thiên Bảo. Nếu như Hoa Thiên Bảo thực giết chết Long Tiêu, nàng không biết về sau đối mặt Tiêu Phàm thế nào. Xin lỗi, ta cùng với Long Tiêu vốn chỉ có thù, không có ân. Thần sắc Tiêu Phàm hờ hững, nhàn nhạt liếc nhìn Long Vũ, tiếp tục đi hướng về Hoa Thiên Bảo. Ngươi đừng tới, Hoa Thiên Bảo phẫn nộ quát, hắn sớm đã bị thực lực Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, nào dám để Tiêu Phàm tới gần. So với hơn 2 tháng trước, thực lực Tiêu Phàm cường đại hơn quá nhiều. Hoa Thiên Bảo không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm những ngày qua đã trải qua những cái gì. Lần trước đến Hoa Thiên Minh đều có thể truy hắn chạy trốn khắp nơi, hiện tại ngược lại, đến chiến đế hậu kỳ hắn còn có thể chém giết, tốc độ phát triển này cũng quá đáng sợ. Ngươi xuất thủ đi, Tiêu Phàm vô cùng khinh thường, tựa như ước gì Hoa Thiên Bảo giết chết Long Tiêu, mà hắn cách Hoa Thiên Bảo cũng chỉ 3-40 mét. Kiếm trong tay Tiêu Phàm hơi hơi nắm chặt, con người hắn giống như mắt chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiên Bảo trốn sau lưng Long Tiêu. Sợ Tiêu Phàm xuất thủ đánh lén, kiếm chiêu vô hình kia khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, hơn nữa hồn lực nở rộ quanh người hắn. Hoa Thiên Bảo cảnh giác nhìn tứ phương, đề phòng bị người đánh lén. Giết hắn, ta nói ngươi giết hắn đi. Tiêu Phàm quát từng tiếng như sấm, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, con ngươi thâm thúy vô tình, lạnh lẽo, giống như con mắt tử thần. Ngươi không giết hắn đúng không, không xuống tay được đúng không? Vậy ta thay ngươi giết hắn. Tiêu Phàm ngữ khí ngày càng lăng lệ. Theo một chữ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên động đậy, Tu La kiếm trong tay bang một tiếng ra khỏi vỏ. Một đạo chớp lóe bỗng xẹt qua chân trời, đó là một vết chớp lóe thẳng tắp, giống như cực quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu như không phải đêm tối, người bình thường căn bản bắt không đến. Chớp lóe đi rất nhanh, trong nháy mắt chui vào cơ thể Long Tiêu, một đạo máu tươi bắn nhanh ra. Tiêu Phàm, ngươi giết đại ca ta. Long Vũ kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hai mắt trợn thật lớn, một cỗ băng hàn chi khí từ trên người nàng tràn ngập mở ra. Những người khác cũng lộ ra vẻ chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thực sự có can đảm xuất thủ giết Long Tiêu. Không đúng, các ngươi nhìn xem. Kiếm Hoàng đột nhiên mở miệng nói, con ngươi rung động kịch liệt. A đột nhiên, một tê tê yếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy từng đạo lợi mang từ trên người Hoa Thiên Bảo nở rộ ra, đó là từng đạo kiếm khí đáng sợ. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, trực tiếp chém rụng tay phải cầm kiếm của Hoa Thiên Bảo, sau đó cánh tay bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Hoa Thiên Bảo nào còn có thể chú ý đến sinh tử của Long Tiêu, quay người liền chạy về nơi xa, một kiếm vừa rồi kia, hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm xuất thủ thế nào. Một kiếm kia, căn bản không giống một kiếm. Mà là một đạo quang mang. Hơn nữa, hắn vẫn cảm giác trong cơ thể có một cỗ bất diệt kiếm khí đang rảo sát ra thịt hắn, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, cỗ lực lượng quỷ dị này đang cắn nuốt tất cả cơ thể hắn. Điểm thương, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, Tu La kiếm vào vỏ, cả người khôi phục bình tĩnh. Một kiếm này là hắn trong đọa lạc cốc Tu La huyễn cảnh hoàn thiện ra, chỉ là cho tới nay, hắn đều chưa sử dụng qua. Bởi vì hắn còn không có gặp đối thủ có thể làm cho hắn thi triển chiêu này. Nhất kiếm điểm thương mang. Đây chính là tên của một kiếm này. Đừng nhìn chỉ là một đạo cực quang. Nó lại ẩn chứa bất hủ ý chí. Đem ý chí và công kích ngưng tụ thành một điểm. Trong điểm này ẩn chứa lực sát phạt đáng sợ.
bởi vì nó không chỉ là vật lý công kích, còn có công kích linh hồn, Tiêu Phàm ý chí cũng không yếu hơn chiến đế trung kỳ, đánh lén Hoa Thiên Bảo tất nhiên ngăn không được. Một kiếm này, cũng là do hắn trong vòng thứ hai của sát phương thí luyện, cùng La Sinh môn bại vô ngân giao thủ mà lĩnh ngộ được. Cũng chính là do hắn lĩnh ngộ một kiếm này, cho nên mới không giết chết bại vô ngân. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần hai người thấy thế, nhanh chóng bay về hướng Long Tiêu. Bàn tử bọn hắn cũng không ngăn cản. Lúc bọn hắn vừa mới ôm lấy Long Tiêu, Long Tiêu đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Long Vũ cùng Long Thần nói, nhị đệ, cửu muội. Đây là đâu, đại ca, ngươi không chết. Trong mắt Long Vũ hơi nước dâng lên, nước mắt trong suốt lăn xuống. Long Thần cau mày nhìn chằm chằm ngực Long Tiêu, nơi đó có một cái lỗ rất nhỏ, hiển nhiên là một kiếm vừa rồi Tiêu Phàm chém ra còn lưu lại. Lỗ kiếm vừa lúc tránh khỏi hồn hải của Long Tiêu, chỉ thiếu một chút xíu sẽ khiến Long Tiêu hoàn toàn phế, nhưng mà lỗ kiếm lại chỉ vừa sát qua, đủ để thấy một kiếm này của Tiêu Phàm kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể cứu Long Tiêu ra, lại có thể làm trọng thương Hoa Thiên Bảo, coi như cường giả chiến đế trung hậu kỳ đối với khống chế hồn lực, đoán chừng cũng không làm đến được một bước này. Ngẩng đầu, Long Thần nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Hoa Thiên Bảo. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền đánh tới Hoa Thiên Bảo. Khi khoảng cách của hắn và Hoa Thiên Bảo chỉ còn 3 trượng, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, cấp tốc thối lui về sau, chỉ thấy một chuôi huyết sắc trường kiếm từ sau lồng ngực Hoa Thiên Bảo nhô ra. Trường kiếm máu me đầm đìa, hiện ra một loại sắc bén huyết quang, đâm rách hư không, nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, đạo kiếm khí kia có lẽ sẽ làm hắn bị thương. Ai, nơi xa. Bàn tử mấy người cũng đột nhiên giật mình, trong mắt trải qua một vẻ kinh dị, bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không có bất luận kẻ nào phát hiện, có ai lẻn vào sau Hoa Thiên Bảo. Nếu như người kia muốn xuất thủ với bọn hắn, há không phải bọn hắn cũng không có bất luận sức hoàn thủ nào, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng bọn họ. Hoa Thiên Bảo cũng kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên quay người nhìn về sau lưng. Đám người cũng trong nháy mắt bị thân ảnh kia hấp dẫn. Đó là một thanh niên 25-26 tuổi, mặc một bộ áo hắc sắc, phía trên khắc một đường long văn, con người thâm thúy giống như hai cái lỗ đen, hấp thụ tất cả. Kiếm khí lộ ra một cỗ sắc bén, cắm vào trong hai bên tóc, cả người cho người ta một cảm giác cực kỳ bá đạo, kiên nghị. Đứng ở đó, trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế đáng sợ, khiến người ở đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Ngươi là ai? Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, người giết chết Long Chấn Thiên. Thanh niên mặc áo đen con ngươi lạnh lẽo, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hờ hững nói, quên nói cho ngươi biết, hoa ra ngươi trừ những người ở đây ra, những người khác đều đã chết, chó gà không tha. Ngươi, hai mắt Hoa Thiên Bảo nhìn hằm hằm, vằn vện tia máu, nghe được hai chữ diệt tộc, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tựa như đến bên bờ sụp đổ. Phốc, thanh niên mặc áo đen trường kiếm vẩy một cái, thân thể Hoa Thiên Bảo đột nhiên phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí rảo sát, huyết vụ răng đầy hư không. Người kia là ai, thật mạnh. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn thanh niên mặc áo đen kia, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như nghĩ đến một cái tên. Long Tịch, đúng lúc này. Long Vũ cùng Long Thần hai người đồng thanh kêu lên. Long Tịch, một trong tứ đại sát phương lần trước, Long Vương Long Tịch. Nghe được hai chữ Long Tịch, ánh mắt Tiêu Phàm rung động một cái. Cũng không phải vì uy danh Long Tịch khiến hắn khiếp sợ như vậy, dù sao đến cận tà cũng đã gặp qua, Long Tịch hẳn là cũng tương đương với hắn. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, ba huynh muội Long Vũ bọn hắn vậy mà quen biết Long Tịch. Long Tịch cũng họ Long, chẳng lẽ... Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt khẽ híp một cái, không cần nghĩ cũng biết, Long Tịch này hẳn là người Long gia. Hơn nữa, vừa rồi Long Chấn Thiên trong miệng Long Tịch, Tiêu Phàm cũng biết là ai, chính là Đại Long đế chủ bị Hoa Thiên Bảo giết chết, phụ đế của bọn Long Vũ. Long Tịch trở về, là báo thù cho Đại Long đế chủ Long Chấn Thiên. Diệt tộc tất cả mọi người Hoa gia. Long Tịch áo bào đen liếc nhìn Long Vũ, Long Tiêu cùng Long Thần. Không nói câu nào, sau đó cầm huyết kiếm trong tay nhìn về người Hoa gia bốn phía.
Long Tịch mặc dù không nói, nhưng sát ý trên người hắn vô cùng mãnh liệt, trong huyết kiếm phóng thích ra huyết chi quang mang đáng sợ. Kiếm khí vô thanh vô tức xuất hiện, trong bầu trời đêm truyền đến từng đạo thanh âm phốc phốc cực kỳ yếu ớt, những nơi kiếm khí đi qua, tất có người phải chết. Có người bị nhất kiếm phong hầu, có người bị chặn ngang chặt đứt, có người trực tiếp bị chẻ dọc làm hai, bộ dáng vô cùng đau buồn, cả vùng toàn mùi huyết tinh. Phàm là người Hoa gia, đều bị một cỗ huyết khí nồng đậm bao phủ, khí tức tử vong bắt đầu lan tràn tại hư không. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết, chạy trốn, sợ hãi văng vẳng bên tai không dứt, bóng người trên không loạn cả một đoàn. Đám người Tiêu Phàm đứng sừng sững ở không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một màn này, đám người không có ý nhúng tay vào. Mặc dù trong mắt bọn Tiêu Phàm, tội Hoa gia không đến mức diệt tộc, nhưng mà ở trong mắt Long gia, diệt Hoa gia còn là nhẹ, có đào mộ tổ Hoa gia cũng không xả hết giận. Dù sao, Long gia cực đại, lại có bao nhiêu người chết ở trong tay Hoa gia chứ? Long Tiêu, Long Thần cùng Long Vũ ba người cũng không mở miệng, mặc cho Long Tịch phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ có bọn hắn hiểu rõ nguyên nhân Long Tịch sở dĩ tức giận như thế. Trong đêm tối, Long Tịch như ám dạ tử thần, qua lại giữa một đám sinh mệnh, bóng đen kia rất nhanh, như là bóng ma, vô thanh vô tức xuất hiện. Những nơi huyết kiếm đi qua, không một ai sống, huyết kiếm trong tay Long Tịch giờ phút này đang có từng giọt giọt huyết dịch màu đỏ tươi nhỏ xuống. Có người há hốc mồm, vừa định la lên, lại bị đạo huyết quang kiếm nhất xẹt qua, trong nháy mắt bị nó nuốt hết. Theo kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ, hư không chậm rãi trở nên tĩnh mịch. Giết chóc, tiến hành đâu vào đấy, 100.200 người Hoa gia, chỉ sau thời gian một lát, liền bị chém giết hầu như không còn. Trong không khí tràn ngập khí huyết tinh nồng đậm, hư không rơi xuống huyết vũ, bóng người bốn phía sớm đã bị sát phạt chi ý của Long Tịch dọa cho toàn thân run lên. 100.200 người đó, hơn nữa đều là tu sĩ chiến hoàng cảnh, vậy mà không có một ai tẩu thoát, tất cả đều bị Long Tịch trong mười mấy khắc chém giết. Thực lực dạng này, tâm tính dạng này, quá là đáng sợ. Đây nhất định là một đêm đổ máu. Trước đó một nhóm Tiêu Phàm giết mấy đại cường giả chiến đế, bây giờ Long Tịch lại diệt Hoa gia nhất tộc, chuyện hôm nay, nhất định vang vọng đông đảo đế triều. Ngược lại là những tướng sĩ Đại Long, lại không có một người thụ thương, bọn hắn run lẩy bẩy đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh khủng nhìn bóng lưng gầy gò trên bầu trời. Long Tịch, chẳng lẽ là người Long gia kia? Long Tịch, 10 năm trước, chủ động từ bỏ vị trí kế thừa đế chủ, rời khỏi đại đế tử Đại Long. Không phải nói hắn chết rồi sao? Sao lại còn sống? Hẳn là hắn, 10 năm trước ta đã thấy mấy lần, lờ mờ còn có thể nhớ kỹ hình dạng hắn, đúng là Long Tịch không thể nghi ngờ. Đáng tiếc thân sinh hắn không phải đế chủ, không nhận được sự chào đón của Long gia. Đúng vậy, hắn ngạo khí trùng thiên, chức vụ đế chủ căn bản không để trong mắt, dứt khoát thoát ly khỏi Long gia, biến mất thời gian ròng rã 10 năm, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Âm thầm có không ít tu sĩ đang nghị luận, thanh âm không lớn, nhưng bọn Tiêu Phàm nhãn lực nhạy cảm, tất nhiên nghe được từng câu từng chữ, trong lòng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Tịch là được Long gia nuôi dưỡng. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, truyền âm hỏi Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, những sự tình này chắc cũng chỉ có tu sĩ thế hệ trước như họ biết rõ. Đúng vậy, Long Tịch là một cô nhi, lúc 3 tuổi được Long Chấn Thiên, Đại Long đế chủ trước đây nhặt được lúc đi du hành bên ngoài, đặt tên là Long Tịch. Về sau lúc 7 tuổi liền thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, cũng được Long Chấn Thiên phong làm đại đế tử, người thừa kế Đại Long đế chủ hợp pháp đầu tiên. Hỏa Hoàng nhớ lại sự tình năm đó, gật gật đầu nói. Vậy tại sao, Tiêu Phàm hơi hơi chấn kinh, Long Chấn Thiên cũng là người kỳ lạ, vậy mà phong một người không có chút quan hệ huyết mạch nào làm người thừa kế. Điều này thật chẳng khác gì với việc chắp tay đưa Đại Long đế triều cho một người ngoài. Về sau, Long Tiêu cùng Long Thần cũng thức tỉnh bát phẩm chiến hồn, thiên phú không yếu, các lão tổ Long gia tất nhiên không muốn để cho một đệ tử họ khác đảm nhiệm vị trí Đại Long đế chủ. Tình cảm của Long Tịch đối với Long Chấn Thiên như là phụ tử thật sự, hắn không muốn để cho Long Chấn Thiên khó xử, cho nên liền rời khỏi Long gia. Hỏa Hoàng hít sâu một hơi nói. Nghe được lời này, ánh mắt đám người nhìn về phía Long Tịch tràn ngập một tia kính sợ, khó trách hắn lại trở về báo thù cho Long Chấn Thiên. Ai mà nghĩ đến, Long Tịch 10 năm sau đã cường đại đến mức này.
Bọn Tiêu Phàm rất nhanh cũng hiểu rõ, vì sao Long Tiêu mới là Đại Long Đại Đế Tử, hóa ra Long Tịch chỉ được nhận nuôi, hơn nữa còn rời khỏi Long gia. Trừ Tiêu Phàm cùng một vài người, ai mà biết Long Tịch 5 năm trước đã từng là một trong tứ đại sát vương nổi danh hiển hách của tam đại tổ chức sát thủ chứ. Trên không trung, con người Long Tịch lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, tựa như muốn nhớ kỹ từng khuôn mặt, ép đám người còn không dám thở, những quân sĩ Đại Long toàn thân càng thêm sợ run. Thiên Hương bà phía xa trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng, bà phát hiện sự tình hôm nay hoàn toàn vượt qua dự kiến của mình. Vốn dĩ sắp xếp Tiêu Phàm ở chỗ này, chẳng qua là thỏa thuận với Lôi Hải, ở chỗ này có thể không kiêng nể gì mà diệt sát Tiêu Phàm. Thế nhưng bà không nghĩ tới, lại có Hắc Y Nhân muốn giết Tiêu Phàm, lúc ấy trong lòng bà vui mừng, nếu Tiêu Phàm chết, thật không thể tốt hơn. Nhưng thực lực Tiêu Phàm vượt quá sự hiểu biết của bà, những Hắc Y Nhân vô danh kia tất cả bị diệt, ngay sau đó Lôi Hải quả nhiên dẫn người đến, nhưng vẫn bị Tiêu Phàm chém giết. Sau đó Tiêu Phàm đánh nhau với bà, lại dẫn ra Long Vũ cùng Long Thần, sau đó còn kinh động cả Hoa Thiên Bảo. Nhưng cho đến bây giờ, những người muốn giết Tiêu Phàm, tất cả đều chết, chỉ có một mình bà ta còn sống. Thiên Hương bà trong lòng cực kỳ khủng hoảng, kẻ này chính là một thiên sát cô tinh, ai chọc vào hắn đều phải chết. Bà âm thầm thề, qua hôm nay, hoặc không tiếp tục đối địch với Tiêu Phàm nữa, hoặc lập tức phải giết chết hắn. Đầu các ngươi tạm thời giữ nguyên trên cổ, nếu có lần sau, tất cả mọi người đều phải chết, Chu Di cửu tộc. Con ngươi Long Tịch lạnh lẽo đảo qua bốn phía, thanh âm không lớn, lại giống như từng tiếng sấm vang vọng vào đầu những quân sĩ Đại Long. Rõ, quân sĩ Đại Long bị dọa đến toàn thân run rẩy, tất cả đều phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tất nhiên biết rõ Long Tịch nói lần sau nghĩa là gì. Lần trước Hoa Gia đánh vào đế cung, những đại bộ phận quân sĩ đều lựa chọn không phản kháng, mới để cho Hoa Gia có cơ hội lợi dụng. Nếu như toàn lực chiến đấu hăng hái, Hoa Gia làm sao có thể dễ dàng diệt Long Gia như vậy? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Long Tịch quét qua ba người Long Tiêu, liền đạp không hướng về nơi xa chuẩn bị bay đi. Chờ đã, đại ca, đột nhiên. Một thanh âm suy yếu vang lên, thân thể Long Tịch run lên bần bật, bỗng nhiên ngừng lại bất động tại chỗ. Toàn thân Long Tịch khẽ run rẩy một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, nhưng một cái run rẩy trong chớp nhoáng này, lại khiến trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy kinh dị. Long Tịch này đối với đám Long Tiêu, có vẻ cũng không phải hờ hững như mặt ngoài. Nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, liền thấy Long Tiêu được Long Vũ cùng Long Thần đỡ đứng lên. Đại ca, xin huynh ở lại, Long gia cần huynh. Long Tiêu khẩn cầu. Tiêu Phàm còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Long Tiêu vô cùng hăng hái hoạt bát, nhưng mới qua không bao lâu, Long Tiêu như biến thành một người khác. Dáng vẻ tang thương, thay đổi rõ rệt, những ngày qua, tất cả mọi người đều phải đối mặt với quá nhiều việc, Long Tiêu cũng từ thiên tài biến thành bình thường. Giờ phút này hắn đã không còn sự cao ngạo lúc còn là đại đế tử Đại Long đế triều. Long Tịch cũng không quay đầu lại, không ai thấy được vẻ mặt của hắn lúc này. Nhị đệ, cửu muội, nhanh, mau cầu xin đại ca ở lại. Long Tiêu nhìn hai người khẩn cầu. Hai người Long Thần cùng Long Vũ có chút do dự, cũng không phải bọn họ không muốn giữ Long Tịch lại, mà là bọn họ có cảm giác lạ lẫm với Long Tịch, không biết xưng hô như thế nào, nhất là Long Vũ. 10 năm trước, Long Vũ cũng chỉ mới 6-7 tuổi mà thôi, Long Thần lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến 10 tuổi. Chỉ có Long Tiêu vẫn luôn chạy theo sau lưng Long Tịch như một cái đuôi, lúc nhìn thấy Long Tịch, kỷ niệm thuở nhỏ lại ùa về. Đại ca, xin huynh hãy ở lại. Lúc này, Long Thần rốt cục mở miệng, hai chữ đại ca này, hắn đã từng gọi Long Tịch, cũng coi như là thuận miệng. Long Vũ đứng bên cạnh mắt khẽ chớp. Nàng thực sự không gọi được, trên mặt đều là vẻ vô tội, thấp giọng nói, muội, muội thực sự không biết xưng hô như thế nào. Đại ca, ta biết huynh có oán với Long gia, nhưng các trưởng lão trong gia tộc đều đã chết, oán hận cũng nên gạt bỏ đi. Đại ca, huynh nếu không đồng ý ở lại, ta sẽ quỳ ở chỗ này đến chết thì thôi. Long Tiêu dầm một tiếng quỳ xuống, khiến Long Thần cùng Long Vũ ở bên cạnh không biết phải làm sao. Đã lớn như vậy. Bọn họ chưa từng thấy Long Tiêu quỳ trước mặt ai, Long Tiêu trời sinh tính tình cao ngạo, cho dù trước mặt phụ hoàng Long Trấn Thiên cũng chưa từng khom lưng quỳ gối.
nhưng mà hôm nay, Long Tiêu lại quỳ trước mặt Long Tịch, điều này sao có thể không khiến đám Long Vũ khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó hai mắt khẽ híp một cái, thở dài một cái, ai. Vừa rồi Tiêu Phàm không nghiêm túc quan sát, quả thật không nhận ra, nhưng mà bây giờ hắn liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể của Long Tiêu. Chiến hồn vỡ nát, hồn lực đều tiêu tán không còn chút nào, cho dù là Tiêu Phàm hắn cũng không có cách nào cứu chữa. Hơn nữa, trong thân thể Long Tiêu còn có một loại độc dược đáng sợ, đã xâm nhập vào kinh mạch, trừ phi dược thần tái thế, bằng không không ai cứu được hắn. Đại ca, phụt, Long Tiêu thấy Long Tịch vẫn không quay người lại, còn muốn nói tiếp, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu đen. Nhị đệ, đệ thế nào rồi? Một đạo thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Long Tiêu đỡ lấy hắn, trừ Long Tịch ra còn có thể là ai? Đại ca, huynh sao vậy? Long Vũ cùng Long Thần cũng lo lắng hỏi. Giờ phút này, Long Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên làn da trắng xuất hiện những vết đen quỷ dị, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, đây là dấu hiệu trúng độc. Ta, Long Tiêu muốn nói điều gì đó, nhưng cứ cảm giác như bị thứ gì đó bóp chặt cổ họng, căn bản nói không ra lời. Tiêu Phàm, nhanh, mau cứu đại ca ta, van cầu ngươi mau cứu đại ca ta. Long Vũ vô cùng nóng nảy, vội vàng nhìn về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Long Tiêu lúc này đã không thể cứu vãn. Tiêu Phàm, van cầu ngươi, ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều đồng ý. Long Vũ chạy đến trước người Tiêu Phàm, ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm, khóc hết nước mắt, trong mắt đều là sự cầu xin. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một cái, đi đến bên người Long Tiêu, một cây kim châm bỗng nhiên cắm vào đỉnh đầu Long Tiêu, sau đó lại lấy ra hai cây kim châm cắm vào trong ngực hắn. Ta chỉ có thể làm đến mức đó, xin lỗi. Tiêu Phàm liếc nhìn Long Tiêu, thở dài một hơi, sau đó lui sang một bên. Tiêu Phàm, tạ ơn. Long Tiêu cảm kích nhìn Tiêu Phàm, người sắp chết, không còn bất cứ cừu hận nào, có chỉ là cảm kích, bởi vì Tiêu Phàm lại có thể giúp hắn tiếp tục nói chuyện, để lại di ngôn, điều này đã đủ rồi. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần thấy Long Tiêu lại có thể tiếp tục nói chuyện, vô cùng kích động. Các đệ nghe ta nói. Long Tiêu níu chặt tay Long Thần, giống như đã dùng hết sức lực của bản thân, tình trạng thân thể của ta bây giờ ta rất rõ ràng. Ta đã không còn nhiều thời gian, ngay lúc đầu, Hoa Thiên Bảo đã phá nát chiến hồn của ta, cũng hạ một loại mãn tính độc dược vào người ta. Nói đến đây, trên mặt Long Tiêu lộ ra vẻ cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có kết cục như vậy. Không được, không thể như vậy được, nhất định có người có thể chữa khỏi cho huynh. Long Vũ hét lên, con người đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Độc đã xâm nhập vào kinh mạch, hơn nữa chiến hồn lực hoàn toàn không có, Tiêu Phàm hắn phải chữa thế nào đây? Đương nhiên, nếu như sớm hơn mấy ngày, Tiêu Phàm có thể đảm bảo giúp hắn giữ mạng, nhưng bây giờ, tinh khí thần của Long Tiêu đã tiêu tán, Tiêu Phàm không có cách nào cứu sống hắn. Nếu như Huyền Hoàng Cửu Châm tu luyện tới cảnh giới nhất châm định sinh tử, có lẽ còn có hy vọng, đáng tiếc bây giờ ta mới chỉ tới cảnh giới tam châm. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, lộ ra vẻ khổ sở. Đây chính là sự bất đắc dĩ của thầy thuốc, dù là tu sĩ chiến hoàng cảnh thì thế nào chứ, sinh mệnh vẫn yếu ớt như vậy. Đại ca, phụ hoàng vẫn luôn nhắc đến huynh, cho dù nằm mơ đều gọi tên huynh, nếu như huynh có thể làm rạng danh dòng tộc, phụ hoàng ở dưới hoàng tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Long Tiêu tay khác bắt lấy cánh tay Long Tịch nói, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Long Thần mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn ngay từ lúc đầu đã không quan tâm đến vị trí Đại Long Đế Chủ, nếu như Long Tịch có thể đảm nhiệm chức Đại Long Đế Chủ, trở về làm người Long Gia, có lẽ có thể giúp Long Gia cường đại hơn, mình cũng vừa hay có thể về Thánh Thành tu luyện. Nhị đệ, ta có thể đồng ý với đệ, chỉ cần Long Tịch ta còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ Long Gia chu toàn. Long Tịch cau mày một cái, lập tức lắc đầu nói, nhưng vị trí Đại Long Đế Chủ, vẫn nên để Long Thần đảm nhiệm đi. Đây là nguyện vọng của Long Gia, cho dù phụ thân biết cũng sẽ vui vẻ. Ta, Long Thần hình như có chút không muốn, nhưng rất nhanh liền kiên định lại. Thấy Long Tịch cự tuyệt, Long Tiêu có chút bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn về phía Long Thần nói, nhị đệ,
ta biết đệ một lòng chỉ nghĩ đến việc tu luyện, nhưng đệ có thể trơ mắt nhìn Long Gia Tiêu vong sao? Có đại ca trợ giúp đệ, ta tin tưởng, đệ rất nhanh liền có thể chấn hưng Long Gia, làm đại Long ta lớn mạnh. Long Tiêu giống như hồi quang phản chiếu, càng nói càng kích động, nhưng nháy mắt hô hấp trở lên gấp gáp hơn, nắm lấy tay Long Thần nói, đồng ý với ta, đồng. Đồng. Được, đệ đồng ý. Nhìn thấy Long Tiêu thở không ra hơi, Long Thần nào dám do dự nữa, lập tức đồng ý. Nguyện vì đại Long ta, đời đời phồn vinh. Long Tiêu gần như dùng hơi thở cuối cùng để nói ra mấy chữ, liền bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, hai người nhìn nhau, trong lòng có chút khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến chuyện giữa Bàn Tử cùng Nam Cung Thiên Dật, không thể không nói, Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều quả thực có rất nhiều điểm khác biệt. Đại Ly Đế Triều, một đám hoàng tử minh tranh ám đấu, chỉ muốn đưa người khác vào chỗ chết, việc Nam Cung Thiên Dật tính toán Bàn Tử chính là ví dụ tốt nhất. Mà Đại Long Đế Triều, giữa các huynh đệ hòa thuận hơn rất nhiều, cho dù là Long Tiêu, hay là Long Thần, hay Long Tịch, cũng không quá để ý vị trí Đại Long Đế Chủ. Có lẽ trước đó Long Tiêu có chút quan tâm, nhưng lúc sắp chết cũng nghĩ thoáng hơn. Nói chung, tình nghĩa huynh đệ giữa các hoàng tử Đại Long Đế Triều quan trọng hơn vị trí Đại Long Đế Chủ. Hơn nữa Đại Long tu sĩ cũng cực kỳ đoàn kết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ở cổ địa bí cảnh Tiêu Phàm bị lời nói là làm của Long Thần làm chấn kinh, chỉ một câu của hắn, liền mang theo tất cả người Đại Long Đế Triều rời đi. Chỉ với điểm này, không phải người bình thường có thể làm được. Bàn Tử không làm được, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không làm được, nhưng hai người Long Tiêu và Long Thần lại có thể làm được. Đại ca, mắt hai người Long Vũ cùng Long Thần đỏ ửng, ánh mắt nhòe đi. Trong mắt Long Vũ trào ra nước mắt trong suốt. Long Tịch vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn thi thể Long Tiêu, khí phách nói, nhị đệ, đệ yên tâm, ta còn, Đại Long còn. Rất nhanh, Long Thần đánh tiếng với bọn Tiêu Phàm, liền mang thi thể Long Tiêu rời đi, tướng sĩ Đại Long cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc nhìn vị trí Thiên Hương bà trên không trung, lại là phát hiện Thiên Hương bà sớm đã biến mất tăm hơi. Tiểu viện phía dưới đã bị phá hủy, sau khi học viên của Chiến Hồn Học Viện Đại Ly đều quay lại, bọn Tiêu Phàm lúc này mới rời đi cùng bọn họ, tìm một chỗ ở mới. Đã ngả bài với Thiên Hương bà tất nhiên không dám tiếp tục đi tìm Thiên Hương bà nhờ giúp đỡ, huống chi lão vu bà này không giết bọn họ đã coi như là may mắn lắm rồi. Tìm được chỗ ở mới là một cái khách điếm, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh ở chung một phòng, có việc lần trước. Tiêu Phàm cảm giác vẫn an toàn hơn nếu có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn bố trí một hồn giới cỡ nhỏ trong phòng. Người Diêm La Phủ muốn giết ta. Yên tâm, một ngày nào đó, ta đây sẽ giết vào tận xào huyệt của các ngươi. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy ớn lạnh. Thân là điện chủ Tu La Điện, hắn cũng có một phần trách nhiệm, chính là trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm không muốn làm từng bước một xây dựng lại cái gọi là Tu La Điện, tốc độ như vậy quá chậm. Con đường nhanh nhất chính là thống nhất tam đại tổ chức sát thủ, sau đó thành lập thế lực mới, Tu La Điện. Kế hoạch này vẫn luôn nằm trong đầu Tiêu Phàm, không phải Tiêu Phàm không có dã tâm tranh bá thiên hạ, mà là hắn tự biết thực lực của mình chưa đủ cường đại. Trong thời gian hơn một năm này, Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tất cả, vương triều như vậy. Hoàng triều cũng như thế, đế triều lại càng là như vậy. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thực lực và thế lực mạnh, đều có thể hoành hành không sợ ai hết. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn hoành hành gì cả, cũng chỉ muốn làm một người không bị người khác đè đầu cưỡi cổ thôi. Hắn biết rất rõ lần này đi Vô Song Thánh Thành sẽ không được yên bình, đón tiểu ma nữ về tất nhiên càng không cần phải nói. Từ những lời trước đây Lăng Phong từng nói, Tiêu Phàm có thể suy đoán được một hai phần. Mình muốn đón tiểu ma nữ về, không khác gì là đoạt người từ trong tay người khác, đoạt phu nhân của người ta, chính là không đội trời chung. Diệp gia đứng sau tiểu ma lại còn là người Chiến Hồn Điện, dù tiểu ma nữ chỉ là con thứ, cũng không phải người bình thường có thể với tới được. Như vậy, đối thủ của Tiêu Phàm không phải mạnh mẽ bình thường, lại càng không cần phải nói đến gia tộc và thế lực đứng sau người đó. Đương nhiên, đối thủ bây giờ của Tiêu Phàm có thể sẽ lại tăng lên. Đại Long Lôi Gia ít nhiều có chút quan hệ với Lôi Gia ở Vô Song Thánh Thành. Ngoài ra,
Lôi Vân bị Mạc Thiên Nhai giết chết, có vẻ như không phải Đại Long Lôi ra, mà đến từ Vô Song Thánh Thành, không cần suy nghĩ nhiều, Lôi Vân chết nhất định sẽ tính trên người Tiêu Phàm hắn. Tiêu Phàm không biết là hắn sớm đã bị người Công Tôn gia tộc ghi nhớ, cái chết của Nam Cung Thiên Dật đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Công Tôn gia tộc. Thực lực. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn phát hiện bản thân hiện tại thiếu nhất vẫn là thực lực. Cho dù có thể may mắn giết chết chiến đế hậu kỳ, trước mặt cường giả chiến đế cảnh chân chính thì không tính là gì, Vô Song Thánh Thành khẳng định cũng có không ít tuyệt thế thiên tài có thể làm được điều này. Còn thời gian 2 ngày, trước tu luyện bất diệt kim thân, như vậy dù gặp phải thiên tài của Vô Song Thánh Thành thì mình cũng có thêm một con át chủ bài. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Từ lần trước có được công pháp tu luyện bất diệt kim thân đến nay, Tiêu Phàm vẫn luôn đắm chìm trong đó tu luyện, hắn sớm đã lĩnh ngộ, chỉ là bởi vì trên phi độ chiến thuyền không tiện, Tiêu Phàm mới không tu luyện. Khoanh chân ngồi trong phòng, Tiêu Phàm vận chuyển tâm pháp bất diệt kim thân, hồn lực trong thân thể lập tức như sóng lớn gào thét cuộn trào, vô cùng mãnh liệt. Quan thân hắn bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, khiến quanh thân Tiêu Phàm có vẻ rất trang nghiêm. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào trong hồn hải, hắn quên hết những thứ bên ngoài, có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp, Tiêu Phàm hoàn toàn không có gì phải cố kỵ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ hai lại vô cùng bình yên, cảm nhận được trong phòng Tiêu Phàm có hồn lực ba động, đám người bàn tử biết Tiêu Phàm lại đang tu luyện, cũng không quấy rầy. Ngày thứ ba, một việc xảy ra làm toàn bộ Long Hoàng Đế Đô chấn kinh, Long Thần đăng cơ làm Đại Long Tân Đế Chủ. Khôi phục thân phận Long gia đế tộc. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, hoàng triều thế lực ở phía dưới vô cùng kinh ngạc, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Đại Long đế triều vậy mà 2 lần thay đổi đế chủ, đây chính là việc cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, một đám thế lực hoàng triều cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cho dù Đại Long đế triều 2 lần đổi chủ cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản. Cùng với tin tức Long Thần đăng cơ, tin Hoa gia bị diệt, Lôi gia gia chủ bị giết cũng truyền ra. Bọn họ cho dù có ý gì đó với Đại Long Đế Triều, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của bản thân, cho dù Đại Long Đế Triều có yếu như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải đám bọn họ có thể so sánh. Nhưng tất cả những việc này, đều không liên quan gì đến Tiêu Phàm, hắn vẫn luôn ở trong phòng tu luyện bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân, tổng cộng chia làm 2 cảnh giới, Tiểu Thành và Đại Thành, nói nó là một loại công pháp. Còn không bằng nói nó chỉ là một loại chiến kỹ đặc thù. Nó là một loại chiến kỹ phòng thủ, quả thực vô cùng cường đại, nhưng lại rất khó tu luyện, với thiên phú của Tiêu Phàm còn phải mất thời gian lâu như vậy vẫn chưa tu luyện được tầng 1. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng, sức mạnh thân thể của hắn, dù là vẫn chưa bằng bàn tử cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Lúc rạng sáng ngày thứ 3, trong thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gào. Quần áo nửa người trên đột nhiên nổ tung, lộ ra cơ bắp màu đồng cổ, tràn ngập sức mạnh. Tiếng nổ mạnh này, làm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đang hộ pháp bị dọa cho phát sợ, hai con quay đầu lại nhìn, chỉ thấy quanh người Tiêu Phàm kim quang hừng hực, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn qua vô cùng thần thánh. Kim sắc kia tỏa ra từ trong thân thể hắn, ẩn ẩn hiện ra hồn lực ba động, bao phủ mỗi một tấc da thịt. Nhìn từ xa, cả người Tiêu Phàm chính là một Tiểu Kim nhân. Nếu như bác lão nhìn thấy, nhất định sẽ rất kích động, Tiêu Phàm vậy mà thực sự luyện thành bất diệt kim thân. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chúng nó cũng có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trên người Tiêu Phàm. Nhưng chúng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm tứ phương, sợ có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài phòng Tiêu Phàm, đám bàn tử vô cùng nóng nảy, đi qua đi lại. Chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Tam ca sao vẫn còn chưa ra, người bát đại đế triều đều đã đi rồi, tam ca sẽ không phải tiến vào trạng thái nhập định chứ. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, lão tam làm việc luôn luôn có chừng mực. Bàn tử lắc đầu, quen biết Tiêu Phàm lâu như vậy, hắn rất ít khi thấy Tiêu Phàm sẽ phạm sai lầm trong những việc như vậy. Huống chi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ cơ hội đi vào Vô Song Thánh Thành. Hắn còn muốn đi đón tiểu ma nữ mà. Kiếm hoàng tiền bối, nếu không tiền bối cứ đưa bọn họ đi trước, sau đó ta và lão tam sẽ đuổi theo. Bàn tử lại nói, hắn chờ không quan trọng,
nhưng những học viên của Chiến Hồn Học Viện không chờ được lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ lo lắng của bọn họ, Bàn Tử đưa ra một ý kiến đúng trọng tâm. Két, đột nhiên, cửa phòng Tiêu Phàm mở ra, hai tia sáng một vàng một đen bay ra, ngay sau đó, Tiêu Phàm mặc áo bào đen đi tới, chắp tay nói với đám người, xin lỗi, đã khiến mọi người chờ lâu. Không biết tiểu tử ngươi lại đang chơi đùa cái gì? À, nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi có vẻ như lại mạnh lên nhỉ? Hỏa Hoàng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên kinh dị nói. Nhìn lầm thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc với nhãn lực của Hỏa Hoàng. Vừa mới luyện tới cấp độ tiểu thành của bất diệt kim thân, khí chất trên người Tiêu Phàm lại xảy ra biến hóa, người nhãn lực tốt có thể nhìn ra được cũng là chuyện bình thường. Đi thôi, thời gian còn lại không nhiều. Kiếm Hoàng nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái nói, sau đó đám người lần lượt bay lên, bay nhanh về phía Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện, trên quảng trường rộng lớn, người đông nghìn nghịt, vô cùng đông đảo, hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày vòng sơ tuyển khu vực phía Nam diễn ra. Những học viên trẻ tuổi có năng lực của Chiến Hồn Học Viện Bát Đại Đế Triều đều đã sớm tới nơi đây, đứng ở 8 vị trí quanh quảng trường, chỉ có người của Đại Ly Đế Triều vẫn chưa đến. Đám người của Chiến Hồn Học Viện Đại Ly Đế Triều quả thật rất cao ngạo nha, chẳng lẽ lai lịch của bọn họ còn lớn hơn cả người ở Thánh Thành sao, sĩ diện như vậy. Mấy hôm trước, không phải bọn họ tạo ra động tĩnh rất lớn sao? Bọn họ cũng thật là phách lối, đến người Lôi Gia cũng dám đụng vào. Nếu như lần này người Lôi Gia của Thánh Thành cũng đến, biết rõ bọn họ giết chết mấy chiến đế của Đại Long Lôi Gia, không biết sẽ có cảm giác thế nào. Còn có thể có cảm giác gì nữa chứ, cho dù không thể nào xuất thủ ở đây, thì lúc đến Vô Song Thánh Thành, đoán chừng cũng sẽ bị Lôi Gia giết chết. Các tu sĩ đế triều khác tranh luận ầm ĩ, Hoa Gia bị diệt, Lôi Gia gia chủ Lôi Vũ bị giết, việc như vậy đã được coi là đại sự rồi. Những tu sĩ đế triều này đến Long Hoàng Đế Đô từ mấy ngày trước, tất nhiên cũng biết rõ việc này. Cũng đúng lúc này, mấy chục người bay đến, ánh mắt của tu sĩ Bát Đại Đế Triều Chiến Hồn Học Viện đều tập trung vào đám người đó, trừ đám người Đại Ly ra còn có thể là ai. Bọn họ đáp xuống chỗ đã được chuẩn bị sẵn, trong nháy mắt liền cảm nhận được một vài ánh mắt bất thiện. Mẹ nó, thật đúng là coi mình như đại anh hùng, lâu như vậy mới đến. Đại Ly Chiến Hồn Học Viện thật đúng là lớp sau không bằng lớp trước, ta thấy không bằng đừng đến cho xong, có vài người tới thế này thì đến làm gì cho xấu hổ ra. Ánh mắt khinh thường tập trung vào trên người đám người Đại Ly, những câu nói châm chọc vang lên cực kỳ chói tai, có mấy tu sĩ Đại Ly đã vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa liền xuất thủ. Nhưng mà nhìn lại, người Đại Ly Đế Triều quả thực có hơi ít, đến báo danh cũng chỉ có 50 người. Ngược lại những đế triều khác, đế triều nào không phải 100 người trở lên, nhiều thậm chí có đế triều còn tới 300 người, người cửu đại đế triều cộng lại, đại khái khoảng 2.000 người. Mà người Đại Ly Đế Triều chỉ chiếm 1/40, có thể không ít sao? Một bầy chó kêu, các ngươi chẳng lẽ muốn tranh đấu với một đám chó sao? Bàn Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người bốn phía. Có 200 người thì sao chứ, nói không chừng cuối cùng cũng chỉ có 10 người thông qua. Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một cái, hắn quả thật không đem những tu sĩ đế triều khác để ở trong mắt. Bây giờ hắn cũng đã đột phá Chiến Hoàng đỉnh phong, dưới chiến đế cảnh rất ít người là đối thủ của hắn, đừng nói giết hắn, cho dù muốn đuổi kịp tốc độ của hắn cũng rất khó. Nghe thấy lời nói của Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, tu sĩ xung quanh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám tiếp tục mắng, nếu như mắng nữa, chẳng lẽ thừa nhận mình là chó sao? Bốn phía có được sự tĩnh lặng khó có, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, nhưng đa số ánh mắt chuyển rời tập trung trên đài, bọn họ đang đợi điều gì đó. Đến giữa trưa, đột nhiên mấy người bay vụt đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Người đi đầu là một lão giả mặc trường bào màu đen bay phấp phới một cách huyền diệu, xem ra là một cái chiến bào bất phàm. Lão giả hắc bào xương trán hơi nhô ra, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, có vài phần khí chất xuất trần, đứng ở đó, tựa như hòa làm một thể với không khí. Thâm sâu khó lường, đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người đối với hắc bào lão giả. Sau đó đám người lại nhìn về phía sau lưng hắc bào lão giả, có hai nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng đang đứng, ánh mắt nhìn về phía hắc bào lão giả tràn ngập vẻ kính sợ. Ở phía sau là một nhóm thanh niên nam nữ,
nam anh tuấn phi phàm, nữ mỹ lệ thoát tục, khí chất trên người mỗi người đều thoát tục phi phàm, giống như tiên nhân hạ phàm. Ánh mắt của Tiêu Phàm cùng Bàn Tử lại tập trung vào một người mặc áo trắng, một thanh niên mặc áo bào trắng mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, hai người nhìn nhau, sắc mặt khẽ trầm xuống. Cũng đúng lúc đó, thanh niên mặc áo trắng kia cũng nhìn thấy hai người, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Diệp Lâm Trần, hai người Tiêu Phàm cùng Bàn Tử hít sâu một cái, dù là bây giờ bọn họ đã đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, Diệp Lâm Trần vẫn tạo ra một loại áp lực rất lớn đối với bọn họ. Chẳng lẽ thế hệ trẻ này ở Vô Song Thánh Thành đều mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm cùng Bàn Tử thầm nghĩ. Sau đó lại lắc đầu, đi cùng Diệp Lâm Trần còn có 8 người, những người khác mặc dù mạnh, nhưng không khiến Tiêu Phàm cùng Bàn Tử có chút áp lực gì. Trừ phi bọn họ đều đã đột phá chiến đế cảnh, hơn nữa có thể tùy ý áp chế khí tức kia. Đúng lúc này, lại có hai người từ đằng xa bay vụt tới, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt trở lên rét lạnh. Một người trong hai người kia, chính là Thiên Hương bà, một người khác, là một lão giả áo xám gầy gò. Mặc dù không biết, nhưng bọn Tiêu Phàm cũng có thể đoán ra thân phận của người nọ, hẳn là viện trưởng chiến hồn học viện Đại Long Đế Triều. Giang trưởng lão, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viện trưởng chiến hồn học viện mỉm cười, cung kính thi lễ với hắc bào lão giả. Võ Lăng viện trưởng. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu ra hiệu, lại nhìn thấy Thiên Hương bà ở bên cạnh, ông lại chắp tay một cái nói, sở viện trưởng, lâu lắm không gặp. Viện trưởng chiến hồn học viện Võ Lăng cau mày một cái, đáy mắt lóe lên sự không thích, nhưng mà hắn biết thân phận của Thiên Hương bà không đơn giản. Thiên Hương bà, nguyên danh sở Thiên Hương, nếu như không phải phạm một chút sai lầm ở Vô Song Thánh Thành, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Thánh Thành. Dù vậy, còn có thể đảm đương chứ phó viện trưởng chiến hồn học viện Đại Long Đế Triều, liền có thể nhận ra bối cảnh không phải bình thường. Giang trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Thiên Hương bà gật đầu cười một tiếng, con người lạnh lẽo quét về phía Tiêu Phàm ở đằng xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Hắc bào lão giả Giang trưởng lão gật đầu, trong bàn tay, một vệt sáng thoáng hiện, một loại khí tức bao trùm, tu sĩ bốn phía bị dọa đến mức liên tục lùi lại. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một tòa cung điện khổng lồ, cung điện cổ pháp vô hoa, phía trên điêu khắc vô số đường vân, thần bí khó lường. Chiến hồn điện, con mắt hơi hơi co rụt lại, tất cả mọi người liếc mắt liền nhận ra tòa cung điện này. Không sai, mỗi người ở đây đều biết tòa cung điện này, bởi vì chỉ cần là tu sĩ đều phải tiến vào bên trong chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn, từ đế đô cho đến tiêu thành ở biên cảnh, đều có cung điện như vậy. Chỉ là quy mô có lớn nhỏ khác biệt mà thôi, bề ngoài gần như không có gì khác biệt. Biết rõ là chiến hồn điện, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng không ai dám khinh thường, cho đến nay, không ai biết rõ bên trong chiến hồn điện này rốt cuộc là cái gì, lại có thể thức tỉnh chiến hồn bên trong cơ thể. Bởi vì tất cả mọi người sau khi tiến vào chiến hồn điện, đều sẽ hôn mê bất tỉnh, xảy ra chuyện gì ở bên trong đều sẽ không nhớ được. Sau khi tỉnh lại mới có thể biết mình có thức tỉnh được chiến hồn hay không. Đương nhiên, loại người giống Tiêu Phàm trực tiếp bị chiến hồn điện đá ra cũng cực kỳ hiếm thấy, có lẽ là độc nhất vô nhị cũng nên. Lão nhị, người nói lần sơ tuyển này là sát hại ý chí của một người, việc này có liên quan gì đến chiến hồn điện? Tiêu Phàm ngắm nhìn ảo ảnh chiến hồn điện, cau mày một cái. Trong lòng hắn có một loại cảm giác cực kỳ không ổn, lúc trước U Linh chiến hồn thức tỉnh. Hắn bị chiến hồn điện đá ra, hơn nữa còn tiêu diệt hoàn toàn ý thức của chủ nhân thân thể này, Tiêu Phàm mới có cơ hội trọng sinh. Dù là bây giờ, chiến hồn điện vẫn khiến Tiêu Phàm cảm thấy kiêng kỵ, nếu như chiến hồn điện bất lợi với bản thân phải xử lý thế nào đây? Ta cũng không biết, nhưng mà tiềm lực của một người tiềm lực có quan hệ với chiến hồn, về phần ý chí, ta cũng không biết thế nào Bàn Tử truyền âm nói, thần sắc cũng có chút trầm trọng. Tiêu Phàm không nói. Con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Giữa quảng trường, ảo ảnh chiến hồn điện từ từ rơi xuống, một cỗ hồn lực mạnh mẽ dao động, tu sĩ bốn phía vừa lui lại tiếp tục lui lại, mấy người Giang trưởng lão cũng liên tục lui lại đến khu vực dọc theo quảng trường. Người tham gia sơ tuyển nghe kỹ đây. Giọng nói của Giang trưởng lão vang lên, chỉ từ giọng nói này, Tiêu Phàm liền có thể nghe ra lão đầu này chắc chắn là một cao thủ, không phải đám lôi vũ có thể so sánh. Quy tắc sơ tuyển rất đơn giản,
tất cả mọi người đi vào chiến hồn điện thì bắt đầu tính thời gian, tận đến khi đi ra mới thôi, phàm là người kiên trì được thời gian nửa chén trà nhỏ thì được tính là thông qua sơ tuyển. Giang trưởng lão tiếp tục nói. Đám người nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ khinh thường, bản thân đường đường chiến hoàng cảnh, chẳng lẽ còn không thể kiên trì được. Nhưng cũng có rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, những người thuộc đại gia tộc dù sao ít nhiều cũng biết đến chiến hồn điện. Chỉ là thời gian nửa chén trà nhỏ mà thôi, hẳn không phải rất khó, với thực lực của chúng ta khẳng định đều có thể thông qua, có thể đột phá chiến hoàng cảnh, chiến hồn của ai không phải thất phẩm trở lên. Đúng vậy, đừng nói thời gian nửa chén trà nhỏ, cho dù một nén nhang, một canh giờ cũng chưa chắc không thể. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khinh thường ảo ảnh chiến hồn điện này, lần trước chỉ có 1/5 người có thể kiên trì được thời gian nửa chén trà nhỏ, có thể kiên trì một nén nhang chỉ có không đến 1/10 số người, còn về một canh giờ. Kiên trì một canh giờ thì thế nào? Đó là nhân tài tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc đại sư, sẽ được chiến hồn điện chú trọng bồi dưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của đám người rất nhanh từ khinh miệt cùng khinh thường biến thành trầm trọng. Tỷ lệ đào thải 1/5, đây đã là khủng bố lắm rồi. Phải biết, đây mới chỉ là sơ tuyển vòng thứ nhất mà thôi, nói một câu không dễ nghe, có thể thông qua khảo hạch mới chỉ giành được tư cách chính thức tham gia cuộc thi Nam Vực mà thôi. Xoẹt xoẹt cũng đúng lúc này, Giang trưởng lão đưa tay vung lên, từng vệt sáng bắn về bốn phía, gần như bao phủ tất cả mọi người ở đây. Đám người chộp lấy vệt sáng, cuối cùng phát hiện trong tay là một mảnh ngọc nhỏ. Ngọc phiến tản ra quang mang nhu hòa, khí tức giống hệt như hồn lực dao động mà chiến hồn điện phát ra. Phàm là người không thể kiên trì nổi nữa, có thể bóp nát ngọc phiến trong tay. Giang trưởng lão lại nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn nhìn về phía kiếm hoàng cùng hỏa hoàng ở bên cạnh, lại là phát hiện trong tay hai người cũng có một khối ngọc phiến, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể tiến vào bên trong hay sao? Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm lại nhìn thấy. Ngọc phiến trong tay kiếm hoàng cùng hỏa hoàng bắt đầu từ từ hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bài này, có thể nhận ra chiến hoàng cảnh tu sĩ dưới 30 tuổi. Hỏa hoàng nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Phàm. Quả nhiên, sau đó tất cả ngọc phiến trong tay tu sĩ thế hệ trước đều tan ra, chỉ có ngọc phiến trong tay tu sĩ dưới 30 mới còn lại. Bây giờ tất cả mọi người tiến vào chiến hồn điện. Giang trưởng lão quát khẽ. Nhìn thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi đang rất hưng phấn, sau đó lại bổ sung một câu, lão hủ khuyên các ngươi một câu, không kiên trì nổi, lập tức bóp nát ngọc bài trong tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ầm ầm vừa dứt lời, đại môn ảo ảnh chiến hồn điện bỗng nhiên mở ra, giống như thực thể, đằng sau cửa lớn, một cỗ khí tức áp lực nặng nề đập vào mặt, một mảnh tối tăm mờ mịt, không ai thấy rõ bên trong cụ thể có cái gì. Ngay sau đó, một đám học viên chiến hồn điện nhao nhao bay về hướng đại môn. Đi! Bọn Tiêu Phàm cũng không tụt lại, chừng 50 người cùng nhau bay vào bên trong đại môn. Cũng chỉ trong thời gian 10 lần hít thở, hơn 2.000 tu sĩ tất cả đều tiến vào bên trong ảo ảnh chiến hồn điện, bốn phía quảng trường lập tức vắng vẻ đi rất nhiều. Nhưng mà, còn có rất nhiều tu sĩ đang quan sát, bọn họ đa số là tu sĩ dưới chiến hoàng cảnh, căn bản không có tư cách tham gia sơ tuyển. Mọi người đoán xem, hơn 2.000 người này nhiều nhất có thể kiên trì thời gian bao lâu. Đại Vân Đế Triều Trì Thu Tuyết, Đại Thương Đế Triều Lôi Thương Hải, còn có Đại Càn Đế Triều Công Tôn Kiếm, chính là thiên tài số 1 số 2 trong thế hệ trẻ của Nam Vực, danh xưng Tam Đại Chuẩn Đế, ba người bọn họ có thể kiên trì khoảng một canh giờ. Đại Ly Đế Triều có vẻ như có mấy tên thiên tài, trong đó có một người tên là Tiêu Phàm có lẽ cũng có thể kiên trì một canh giờ. Tiêu Phàm, ai vậy? Chưa từng nghe nói qua. Có thể so với Tam Đại Chuẩn Đế sao? Không ít tu sĩ ngóng trông nhìn về phía ảo ảnh chiến hồn điện, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Kiếm Hoàng, người nói bọn Tiêu Phàm có thể kiên trì bao lâu? Nghe được tu sĩ bốn phía nghị luận, Hỏa Hoàng cũng có chút hứng thú, nhìn về phía Kiếm Hoàng hỏi. Không biết, bốn người Nam Cung Tiêu Tiêu, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Quan Tiểu Thất cho dù không kiên trì được một canh giờ. Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, về phần Tiêu Phàm vẫn luôn tạo ra kỳ tích, có lẽ không chỉ một canh giờ. Kiếm Hoàng phân tích nói, cho một suy đoán đúng trọng tâm. Thế hệ này, có lẽ là thời đại hoàng kim của Đại Ly Đế Triều, lại khiến ta nhớ đến đám người Giang Thiên Vũ cùng Mạnh Vân Tinh mười mấy năm trước,
đúng rồi, còn có Tiêu Trường Phong nữa. Hỏa Hoàng cảm thán nói. Tiêu Trường Phong, Kiếm Hoàng đột nhiên nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, Hỏa Lão, người có phát hiện ra dung mạo của Tiêu Phàm rất giống Tiêu Trường Phong hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.